vi khuẩn gây bệnh á, thì yêu cầu các em là sẽ cần nắm được về phân loại vi khuẩn gây bệnh. Có nghĩa là ở đây á, thì có nhiều loại vi khuẩn khác nhau á. Và trong quyển sách của mình á, thì người ta phân là theo cái đường lây á, các em. Phân theo đường lây. À, ví dụ như là phân loại theo cái lây lan qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, ngoài da và đường sinh dục. Thì với mỗi nhóm như vậy, các em sẽ cần nắm đặc điểm hình thể của từng cái vi khuẩn gây bệnh. Tại vì mặc dù nó thuộc cùng một nhóm nhưng mà không phải là đặc điểm hình thể nó giống nhau đâu các em. Bởi vì ở trong cùng một nhóm vi khuẩn, chẳng hạn vi khuẩn gây bệnh đường sinh dục đi, nhưng con lậu với con giang mai, con cầu khuẩn, một con sáu khuẩn nó mới giống nhau. Chỉ có những vi khuẩn thuộc cùng một chi thì mới giống nhau thôi. À, ví dụ như là vi khuẩn gây bệnh lậu với vi khuẩn gây viêm màng não, các em thấy là nó chẳng liên quan gì hết đúng không? Nhưng mà do nó thuộc cùng một chi cho nên đặc điểm hình thể của nó hoàn toàn giống nhau. Rồi, sau đó thì các em sẽ tìm hiểu về đặc điểm nuôi cấy. Thì trong phần đặc điểm nuôi cấy này là yêu cầu các em làm phải nắm được khi mà chúng ta muốn nuôi cấy những cái vi sinh vật này trên môi trường á, thì chúng ta sẽ cần bổ sung. Chúng ta sẽ cần bổ sung những cái gì? Có nghĩa là khi chúng ta cần nuôi cấy vi sinh vật này, chúng ta cần bổ sung những cái môi trường thành phần chất dinh dưỡng gì hay là chúng ta sử dụng môi trường nào. Tại vì khi mà chúng ta hiểu được về đặc điểm nuôi cấy thì có nghĩa là chúng ta đang nắm được về cái chẩn đoán vi sinh vật bằng phương pháp là nuôi cấy truyền thống. Thì các em biết là có ba cái phương pháp mà chẩn đoán vi sinh vật hiện nay. Thứ nhất là chẩn đoán bằng cái phương pháp sinh học phân tử, ví dụ như là test real time PCR hiện nay trong chẩn đoán SARS-CoV-2 là một cái phương pháp chẩn đoán mà dựa trên sinh học phân tử hết các em. Rồi cái thứ hai nữa là chẩn đoán dựa trên cái gì? Chẩn đoán bằng cái phản ứng kháng nguyên kháng thể. Như vậy thì cái kit test nhanh mà hiện nay chúng ta đang có thể mua về và tự test trong gia đình đó là một cái nguyên lý sắc ký miễn theo cơ chế kháng nguyên kháng thể đó các em. Rồi một cái thứ ba nữa là các em tiến hành đảm bảo cho cái chủng vi khuẩn nó phải còn sống để các em nuôi cấy nó trên môi trường nhân tạo, và sau đó thì các em sẽ dựa vào đặc điểm hình thái rồi sinh hóa để mà có thể định danh. Cho nên là với đặc điểm nuôi cấy thì nó sẽ giúp cho các em định danh được vi sinh vật. Rồi, đối với trường hợp những vi sinh vật mà nuôi cấy được trong môi trường nhân tạo các em thì mình mới có thể định danh được bằng phương pháp này. Nhưng mà đối với những vi sinh vật mà không nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo thì có thể là các em phải sử dụng những cái phương pháp khác. Ví dụ như các em có thể quan sát trực tiếp tìm vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm, hoặc là các em có thể là các em thực hiện cái test phản ứng kháng nguyên kháng thể hoặc là phản ứng PCR luôn. Đó có nghĩa là mình cũng tùy. Rồi, và mình sẽ xem về cái phương pháp chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị. Ha, các em cũng sẽ nắm về các loại kháng nguyên và độc tố của vi sinh vật. Thì thường các em tên của độc tố sẽ được đặt mà nó là cái chữ tiếng Anh đó, nó hàm nghĩa luôn cái độc tính đó luôn. Ha, ví dụ như độc tính gây bong tróc biểu mô, độc tính gây độc, độc tính gây gây đông máu vân vân, thì các bản thân cái tên độc tố là nó hàm cái ý nghĩa đó luôn bằng tiếng Anh, thì các em dịch ra là các em sẽ biết cái ý nghĩa của độc tố nó gây ra cái gì luôn. Và với những cái độc tố đó thì các em sẽ biết được cái đặc điểm gây bệnh của cái vi khuẩn này, các cái nhóm vi khuẩn này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhóm đầu tiên, đó là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Thì trong nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột á, thì đầu tiên chúng ta sẽ cần tìm hiểu về hệ vi sinh vật thường trú đường tiêu hóa cái nè. Là bây giờ chúng ta sẽ nói về hệ khuẩn, hệ vi sinh vật tại đường tiêu hóa. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là đường tiêu hóa sẽ bắt đầu từ miệng và kết thúc ở hậu môn. Như vậy thì ở đường tiêu hóa của chúng ta là đều có sự hiện diện của vi sinh vật. Ví dụ như ở dạ dày cũng có, mặc dù pH ở dạ dày rất là thấp. Sau đó thì những cái thức ăn đã được nghiền nhuyễn sẽ đua xuống ruột non. Thì tại đây cũng có vi sinh vật, mật độ vi sinh vật ở đây thì thường dao động khoảng 10 mũ 2 đến 10 mũ 3. Tại vì cái lượng thức ăn ở đây thì nó còn ở dạng dịch lỏng, nhưng khi mà chất dinh dưỡng đi vào trong trực tràng á các em, thì sự tái hấp thu nước sẽ làm cái khối chất ở đây nó bị cô đặc lại, nó tạo thành phân á, và như vậy thì mật độ vi sinh vật sẽ tăng lên, có thể lên tới 10 mũ 11 và 10 mũ 12. Và mỗi ngày khi chúng ta đi đi phân nó ra các em, thì trong 1 gam phân nó sẽ chứa tới khoảng 10 mũ 12 vi khuẩn. Có nghĩa là 1 gam phân mà chứa tới 1.000 tỷ vi khuẩn. Như vậy thì những cái người mà bị do đó những cái người mà bị nhiễm trùng lây lan qua đường tiêu hóa các em, thì các em hình dung nếu chúng ta không kiểm soát được nguồn phân thì cái lượng vi khuẩn mà họ thải ra môi trường
nó sẽ nhiều như thế nào. Và như vậy thì đó là cái đường lây lan quan trọng, có nghĩa là lây theo đường các cái sinh các cái có nghĩa là qua vector trung gian truyền bệnh, chẳng hạn như là ruồi nhặng, hoặc là qua nguồn nước, lây lan qua cái nguồn nước sinh hoạt, hoặc là lây lan là qua tay bẩn. Thì đó là những cái nguồn lây quan trọng mà chủ yếu hay người ta gọi đơn giản là đường phân miệng, có nghĩa là chúng ta hoặc là những cái sinh vật đó, nó tiếp xúc với phân của bệnh nhân dính vi khuẩn rồi sau đó đưa vào thức uống của người khác. Rồi trong đường tiêu hóa của mình đó các em, thì luôn luôn hiện diện sự có mặt của những cái vi khuẩn có lợi, những cái lợi khuẩn, thì số lượng lợi khuẩn nó có mặt cả ở ruột non và cả ở ruột già luôn các em. Thì cái em đang quan sát thấy đó là các cái vi nhung mao, đây là những cái vi nhung mao, và bên dưới những cái vi nhung mao này thì các em thấy hệ thống các cái mao mạch, ví dụ như là hệ thống động mạch màu đỏ nè các em, dẫn mạch máu đi vào hệ thống tĩnh mạch màu xanh nè, đúng không? Rồi, thì như vậy vai trò của những cái vi sinh vật mà nó tồn tại, nó có lợi ở đường tiêu hóa, ví dụ như các em có thể thấy là những cái lợi khuẩn nó sẽ giúp cho các em phân giải những cái đại phân tử lớn từ thức ăn thành những cái tiểu phân nhỏ nè, và sau đó có thể hấp thu trực tiếp qua niêm mạc ruột đi mà đi vào máu. Cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho kem phóng thích những cái vitamin, và đặc biệt là vitamin nhóm B. Đây là nhóm vitamin quan trọng mà cần có sự phân giải của vi khuẩn ở đường tiêu hóa thì chúng ta mới hấp thu được. Hoặc là chúng cần đảm nhiệm vai trò là dọn dẹp các cái biểu mô niêm mạc đường tiêu hóa, loại bỏ đi những tế bào chết hay là những cái thành phần bám lắng ở trên cái niêm mạc, để giúp giải phóng cái niêm mạc này, và như vậy thì thức ăn hay chất dinh dưỡng sẽ hấp thu qua niêm mạc ruột nó tốt hơn. Hay là bản thân nó còn đóng vai trò như cái thằng đứng đây nè các em, đó là nó đóng vai trò giống như là nó đi canh gác vậy đó, nó tạo thành một cái hàng rào lợi khuẩn để bảo vệ cho cái đường tiêu hóa của chúng ta. Như các em cũng biết thì trong đường tiêu hóa của mình đâu phải là chỉ có lợi khuẩn đâu, đúng không? Nó còn có những cái vi khuẩn gây bệnh nữa, và chỉ cần mình sơ suất một chút xíu thôi là vi khuẩn gây bệnh nó sẽ tấn công và gây bệnh liền. Vậy thì những cái con lợi khuẩn nó còn đang kết tạo thành một cái hàng rào các em, để bảo vệ cái niêm mạc đường tiêu hóa, ngăn cản sự tấn công trực tiếp của vi khuẩn gây bệnh vào trong cái niêm mạc biểu mô, và như vậy thì nó sẽ giúp bảo vệ đường tiêu hóa của chúng ta trước sự tấn công và xâm nhập. Đợi đợi cô chút. Alo, alo, đúng rồi. Ủa vậy hả? À ok. Ủa, ok. Em gửi qua đi rồi chị làm. Em gửi cho chị qua số này được không? Gửi gửi số tài khoản qua đây á. Tại hồi nãy tưởng là ổng trả luôn rồi. Ok, cảm ơn. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy là vi sinh vật có lợi khuẩn ở đường tiêu hóa đóng vai trò rất là quan trọng kem, và bình thường thì những cái lợi khuẩn và những cái vi khuẩn có hại này nè, nó sẽ tạo thành một cái cán cân cân bằng ở trong cái, có nghĩa là nó duy trì một cái hệ cân bằng ở trong đường tiêu hóa của mình, và cái sự cân bằng đó không phải là 50 50 đâu kem, không phải là 50 vi khuẩn có lợi 50 vi khuẩn gây bệnh thì gọi là cân bằng đâu, mà cái cân bằng này được thiết lập là trên 90% là vi khuẩn có lợi và dưới 10% là vi khuẩn có hại, thì cái cân bằng nó sẽ được thiết lập. Và khi cái cân bằng này mà được thiết lập á, thì đảm bảo là giữ cho cái hệ vi sinh vật ở đường tiêu hóa của chúng ta luôn ổn định, và chúng ta sẽ tránh được các cái nhiễm trùng cơ hội ở đường tiêu hóa. Cái mình dùng được ha. Thì đó là nó giới thiệu sơ lược về hệ vi sinh vật, và những cái này cô nói là bao gồm cả vi khuẩn có lợi và vi khuẩn có hại luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới phân loại những cái vi khuẩn mà nãy giờ mình vừa nói. Thì các cái vi khuẩn ở đường ruột các em sẽ được chia làm 4 nhóm. Ở đây các em lưu ý giùm cho cô là tất cả những vi khuẩn ở đường ruột nha. Tất cả những vi khuẩn ở đường ruột nha là bao gồm cả lợi khuẩn và vi khuẩn có hại luôn. Bao gồm cả lợi khuẩn và những cái vi khuẩn có khả năng gây bệnh ở đường tiêu hóa luôn, sẽ được phân loại vào thành 4 nhóm.
Nhớ lại ha, vi khuẩn đường ruột sẽ được phân loại vào bốn họ. Thứ nhất, đó là họ Enterobacteriaceae. Thứ hai, họ Vibrionaceae. Thứ ba, họ Bacteroidaceae. Và thứ tư là họ Pseudomonaceae. Chúng ta có bốn nhóm như thế này, hình dung được ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về họ đầu tiên. Bản thân cái tên của cái họ đầu tiên này nè Kem. Bản thân cái tên của cái họ đầu tiên này nè là Enterobacteriaceae. Thì AC là cái họ, Entero là ruột, Bacteria là vi khuẩn. Cái thế là mình thấy cái tên này nó dài quá, cái Việt Nam mình mới Việt hóa nó ra. Khi mà Việt hóa ra thì có nghĩa là họ vi khuẩn đường ruột, gọi tắt là họ khuẩn đường ruột. Có nghĩa là thật ra họ này chỉ là một trong bốn họ thông thường, một trong bốn họ của tất cả những cái vi khuẩn mà ở đường ruột mà thôi ha. Nhưng mà bản thân khi chúng ta Việt hóa nó ra, cái tên của nó là họ khuẩn đường ruột, làm cho nhiều người bị hiểu nhầm rằng đây là tập hợp tất cả những vi khuẩn ở đường ruột. Đó là hiểu sai. Kem hiểu chưa? Đó là hiểu sai. Cho nên Kem cần hiểu giùm cho cô. Đó là Enterobacteriaceae, thực tế nó cũng chỉ là một trong bốn họ vi khuẩn ở đường tiêu hóa mà thôi. Hình dung được ha. Rồi, bây giờ họ thứ hai là Vibrionaceae. Và cái tên thì các em nghe cũng quen ha. Vibro là phẩy khuẩn. Như vậy đây sẽ được xem là họ của những phẩy khuẩn. Bacteroidaceae là họ của những lợi khuẩn có lợi đường tiêu hóa. Ví dụ như các em thấy trong quảng cáo sữa chua là chúng ta hay nghe nói, hoặc là trong những cái men vi sinh đó chúng ta hay nghe nói tới cái cụm từ là Lactobacillus hoặc Bifidobacterium á. Nghe nói tới những cái đó đúng không? À, như vậy thì đây chính là những cái lợi, đây chính là những cái lợi khuẩn ha. Đó, và họ cuối cùng là họ Pseudomonaceae. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng họ. Đầu tiên là họ Enterobacteriaceae. Đầu tiên là họ Enterobacteriaceae. Thì trong cái họ này nè các em, họ Enterobacteriaceae có thể được xem là họ mà có nhiều đại diện, có nhiều, có nghĩa là có thể được xem là họ mà có nhiều chi ha, chứa đựng nhiều chi ha, có gồm, bao gồm nhiều chi vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa nhất. Có nghĩa là đây là một cái họ mà cái chi vi sinh vật đó thuộc cái họ này nó đa dạng nhất. Và ở trong đây á các em, thì do nó sẽ có những vi khuẩn gây bệnh chuyên biệt và những vi khuẩn gây bệnh cơ hội. Cho nên trong cái nhóm mà họ Enterobacteriaceae thì người ta còn phân loại thành hai nhóm. Đó là nhóm các vi khuẩn gây bệnh chuyên biệt và nhóm các vi khuẩn gây bệnh cơ hội. Bệnh chuyên biệt là sao thì chắc em cũng có... chắc là Kem cũng có học qua ở bài học liệu online rồi đúng không? Bệnh chuyên biệt là những cái bệnh mà với những cái triệu chứng đặc trưng, điển hình. Nó có nghĩa là khi chúng ta phải chẩn đoán được cái tác nhân gây bệnh. Còn bệnh lý cơ hội là sao? Bệnh lý cơ hội là những cái bệnh lý mà... Bệnh lý cơ hội là bình thường những cái vi sinh vật này nó không có gây bệnh. Nó gây bệnh thì cái... cán cân cân bằng hệ vi sinh vật ở đường tiêu hóa mất đi ha, đó thì nó có sẽ có khả năng gây các cái bệnh lý cơ hội đó, thì như vậy là đó là hai nhóm riêng biệt. Và các em cũng nhớ cho cô là cái vi khuẩn gây bệnh cơ hội ấy, thì nó còn phụ thuộc vào cái sức đề kháng của ký chủ, có nghĩa là sức đề kháng của chúng ta phải như thế nào đó, đó thì vi khuẩn mới có khả năng gây bệnh được. Nhưng mà đối với vi khuẩn gây bệnh chuyên biệt ấy, thì nó không phụ thuộc vào sức đề kháng của ký chủ mà nó phụ thuộc vào cái liều gây nhiễm. Có nghĩa là miễn Kem bị nhiễm đủ cái liều lượng mà khởi phát các cái bệnh lý ở người thì chắc chắn Kem sẽ bị bệnh. Dù cho Kem là trẻ em hay người lớn tuổi hay người trưởng thành gì thì cũng có khả năng bị mắc bệnh như nhau. Đó là đặc trưng của bệnh lý chuyên biệt. Rồi, hình dung được ha. Như vậy trong nhóm gây bệnh chuyên biệt chúng ta sẽ có những cái vi khuẩn như là Salmonella, Shigella và Yersinia. Còn nhóm gây bệnh cơ hội chúng ta sẽ có E. coli, Klebsiella, Providencia và Serratia. Sẽ có một số những cái vi khuẩn như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về cái họ thứ hai là Vibrionaceae. Thì họ này là họ những cái phẩy khuẩn. Và trong đây chúng ta có một cái vi khuẩn rất là nổi tiếng mà chúng ta sẽ học, đó là Vibrio cholerae. Rồi, họ tiếp theo nữa là họ Bacteroidaceae. Thì như hồi nãy cô nói với Kem, họ này là họ của những lợi khuẩn.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về đặc điểm chung. Khoan, nói về cái họ Enterobacteria C cái đã. Bởi vì á, như hồi nãy cô khi cái nhìn vô sơ đồ này á, thì các em sẽ thấy một cái đặc điểm là gì? Đó là nếu có một cái người mà bị nhiễm trùng đường tiêu hóa á, các em, thì khi các em nhìn vào cái sơ đồ này, các em sẽ biết chắc chắn là người đó sẽ không có nhiễm họ Bacteroides C. Tại đây là họ có những lợi khuẩn thì không bao giờ gây bệnh được cả. À, như vậy thì nếu một người bị nhiễm trùng đường tiêu hóa là chúng ta có khả năng loại trừ họ Bacteroides C rồi. Hình dung được ha? Rồi, họ Pseudomonas C cũng rất là ít gặp. Tiếp theo, chúng ta sẽ như vậy thì chúng ta sẽ còn hai họ là Enterobacteria C và Vibrio C. Nhưng mà các em thấy là cái đại diện nè, cái họ nào có nhiều chứa nhiều chi hơn và xác suất là có khả năng rơi vào họ nào nhiều hơn? Thì nhìn lên sơ đồ này các em có thể thấy rằng nếu một người bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, vậy thì xác suất cao là họ sẽ bị nhiễm những cái vi khuẩn thuộc họ Enterobacteria C hơn là Vibrio C, bởi vì trong họ Entero này có quá nhiều đại diện, đúng không các em? Do đó thì khi một người bị nhiễm trùng đường tiêu hóa thì người ta có thể nghi ngờ là họ có khả năng là bị nhiễm trùng họ Enterobacteria C. Như vậy thì chúng ta sẽ cần có một cái phản ứng, cần có một cái phản ứng, một cái test nào đó để giúp cho chúng ta phát hiện, một cái test nào đó để giúp cho chúng ta có thể phân biệt được các cái vi khuẩn gây bệnh, có nghĩa là có thể phân biệt được cái tác nhân đang gây nhiễm trùng trên cơ thể bệnh nhân này là thuộc nhóm gây bệnh chuyên biệt hay là gây bệnh cơ hội, được ha? Rồi, như vậy thì đối với họ Enterobacteria C, may mắn là chúng ta có một cái phản ứng rất là đặc trưng mà có thể giúp cho chúng ta có thể phân loại được vi khuẩn chuyên biệt và vi khuẩn cơ hội thuộc cái họ này. Đó là phản ứng lên men lacto. Thì khi mà người ta nuôi cấy những cái chủng vi khuẩn này trên môi trường chỉ có chứa đường lacto, thì nếu mà vi khuẩn không lên men lacto thì người ta thấy rằng chúng là những vi khuẩn gây bệnh chuyên biệt. Ví dụ như Salmonella, Shigella, Proteus. Còn những vi khuẩn mà lên men lacto các em thì đó là những cái vi khuẩn gây bệnh cơ hội. Ví dụ như E. coli, Klebsiella, Providencia, Enterobacter vân vân. Đó, như vậy là bằng phản ứng lên men lacto chúng ta có thể sớm phân biệt được là vi khuẩn thuộc cái họ Enterobacteria C mà người bệnh đang bị nhiễm đó là gây bệnh chuyên biệt hay gây bệnh cơ hội. Hình dung được ha? Rồi, không lên men lacto thì gây bệnh chuyên biệt. Còn có lên men lacto thì không gây bệnh. Các em nhớ nguyên tắc có, không, không có. Không lên men lacto thì có gây bệnh chuyên biệt. Có lên men lacto thì không không gây bệnh chuyên biệt, chỉ gây bệnh cơ hội mà thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm chung của những cái vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa. Đặc điểm chung của những vi khuẩn này đó là chúng hầu như đều là những cái trực khuẩn gram âm, hiếu khí hoặc kỵ khí tùy ý. Trực khuẩn gram âm, hiếu khí hoặc kỵ khí tùy ý. Bởi vì hiếu khí hoặc kỵ khí tùy ý cho nên chúng có thể tồn tại được ở cả cái môi trường bên bên ngoài cơ thể lẫn môi trường bên trong. Lẫn bên trong cơ thể luôn. Ví dụ như bên ngoài cơ thể là môi trường hiếu khí, bên trong cơ thể là môi trường kỵ khí, chúng đều có thể tồn tại được bởi vì chúng là sinh vật tùy ý. Rồi, dĩ nhiên ký sinh ở đường tiêu hóa và lây truyền qua đường phân miệng, có khả năng di động, ví dụ như là rất di động như phẩy khuẩn tả, hoặc không di động như là Shigella. Và thường á, nếu di động thì chúng sẽ có roi, đúng không các em? Tuy nhiên người ta cũng thấy đặc điểm chung của những vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa đó là thường những con nào di động thì không chỉ có roi mà chúng còn có bili phủ quanh thân nữa. Và những vi khuẩn này thì không sinh bào tử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về đặc điểm nuôi cấy của những cái vi khuẩn ở đường tiêu hóa. Đặc điểm nuôi cấy ở những cái vi sinh vật này phát triển dễ dàng trên môi trường nuôi cấy thông thường. Bởi vì đây là những cái vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa, chúng có thể ra ngoại cảnh, thậm chí trong môi trường nước, trong những cái môi trường thuận lợi nó có thể tồn tại đến cả tháng trời đó em. Cho nên nếu mà tồn tại lâu ngoại cảnh như vậy thì cái việc mà nuôi cấy trên môi trường nhân tạo đối với những cái vi khuẩn này là rất là dễ,
chúng có thể phát triển dễ dàng trên môi trường nuôi cấy nhân tạo. Và như vậy thì thông thường á, để phân lập được vi khuẩn gây bệnh đường ruột thì chúng ta thường phải sử dụng một hệ thống môi trường với độ chọn lọc tăng dần. Tại sao phải là độ chọn lọc tăng dần? Tại vì nếu mà ban đầu kem cấy là môi trường dinh dưỡng hoặc là môi trường cơ bản đi, trên môi trường dinh dưỡng hoặc trên môi trường cơ bản đi, thì chúng ta sẽ gặp cái trở ngại là gì? Chúng ta sẽ gặp cái trở ngại đó là trên môi trường dinh dưỡng á, thì hầu như con vi khuẩn nào cũng mọc cả. Mà các em biết trong mẫu phân á, thì đâu phải chỉ có vi khuẩn gây bệnh đâu, nó còn có những cái vi khuẩn không gây bệnh nữa đúng không? Có nghĩa là ngoài vi khuẩn gây bệnh á, thì nó sẽ còn có những vi khuẩn không gây bệnh nữa, những vi khuẩn hội sinh hoặc cộng sinh nữa. Và khi chúng ta cấy lên môi trường cơ bản thì hầu như con nào cũng mọc hết. Mà môi trường cơ bản thì thường nó không chứa chất chỉ thị màu, nó không có tính chọn lọc hay phân biệt vi khuẩn nào cả. Cho nên nó là cấy lên môi trường cơ bản hay là môi trường dinh dưỡng thì thường chúng ta chưa phát hiện được vi khuẩn gây bệnh đâu. Mà chúng ta sẽ cần sử dụng môi trường hệ thống chọn lọc tăng dần. Và sau môi trường dinh dưỡng thì chúng ta sẽ cấy lên cả môi trường phân biệt và môi trường chọn lọc. Môi trường phân biệt là sao? Môi trường phân biệt là ví dụ như môi trường mắt con coi nè kem. Đây là môi trường phân biệt vi khuẩn gây bệnh và gây bệnh chuyên biệt và gây bệnh cơ hội thuộc cái họ Enterobacteria C. Đó là người ta thấy khi cấy lên môi trường mắt con coi á, những vi khuẩn nào mà cho khóm màu đỏ, cho khóm màu đỏ nha kem, những cái vi khuẩn nào mà cho khóm màu đỏ đó, thì đó là những cái vi khuẩn lên men được lacto. Lên men được lacto thì mới cho khóm màu đỏ. Và như vậy thì những cái vi khuẩn đó là vi khuẩn gây bệnh cơ hội, ví dụ như E. coli hoặc Enterobacter là nha khóm màu đỏ nè các em. Còn những cái vi khuẩn mà cho khóm Salmonella nè thì nó sẽ cho khóm không màu, bởi vì nó đâu có lên men được lacto, chứng tỏ nó là những vi khuẩn gây bệnh chuyên biệt. Các em hình dung được ha. Như vậy ở đây chúng ta biết thêm một cái môi trường, đó là môi trường mắt con cây, môi trường giúp phân biệt vi khuẩn gây bệnh và không gây bệnh thuộc họ Enterobacteria C. Rồi, còn đối với môi trường chọn lọc, ví dụ như chúng ta sẽ có môi trường BSA. Đây là môi trường chọn lọc cho vi khuẩn Salmonella. Nếu là Salmonella thì nó sẽ cho khóm đen giống như các em nhìn thấy nè. Còn nếu không phải Salmonella thì thường nó sẽ cho khóm màu xanh thôi. Đó là môi trường chọn lọc cho Salmonella. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới kháng nguyên, các cái kháng nguyên OH và K. Như vậy thì bản thân mỗi vi sinh vật nó đều có các cái cấu trúc kháng nguyên bề mặt. Bản thân các cái vi sinh vật thì nó đều có cấu trúc kháng nguyên bề mặt. Và khi những cái vi sinh vật này xâm nhập vào cơ thể thì chúng sẽ kích thích hệ thống miễn dịch. Có nghĩa là đến để loại bỏ những cái tác nhân vi sinh vật này, đồng thời sản xuất ra kháng thể để có thể trung hòa với những cái kháng nguyên này. Có nghĩa là đây là những cái cấu trúc kháng nguyên bề mặt mà sự có mặt của nó sẽ kích thích sản xuất ra kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên đó. Thì đối với vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa, chúng ta sẽ có những cái kháng nguyên, đó là kháng nguyên O, kháng nguyên H và kháng nguyên K. Kháng nguyên O đó là kháng nguyên của cái lớp màng ngoài mà bản chất là lipopolysaccharide. Cái này các em học rồi nè. Đây chính là cấu trúc của lipopolysaccharide. Thì chúng ta có thể thấy nè, cái bên dưới này chính là cái lipid nè các em, lipid A nè. Để cho cái trên này là mặt đường nè. Như vậy thì dưới này là lipo, trên đây là polysaccharide. Như vậy nguyên cấu trúc này được gọi là LBS. Đây là một cái kháng nguyên O và cũng là một cái nội độc tố của vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa. Thì do bản chất kháng nguyên này là lipid cho nên nó chịu nhiệt, chịu cồn. Còn đối với kháng nguyên H thì sao? Kháng nguyên H là kháng nguyên của tim mao. Bản chất của nó là các cái protein kem. Và như vậy thì protein thì nó sẽ không chịu nhiệt và nó cũng không chịu cồn luôn. Kháng nguyên K là kháng nguyên của nang, nó cũng là kháng nguyên protein luôn. Như vậy thì những cái vi khuẩn nào mà những cái vi khuẩn gây bệnh nó được tiêu hóa mà khi xâm nhập vào mô á, tại vì khi xâm lấn vào mô thì mới kích thích
nó thành cái kích thích cái miễn dịch đặc hiệu để thành lập kháng thể tốt được em. Rồi như vậy thì những cái kháng nguyên nào mà khi những cái vi khuẩn nào khi xâm nhập vào mô á, thì nó sẽ có khả năng kích thích kháng thể thành lập và kháng thể sẽ ngưng kết đặc hiệu với những cái kháng nguyên OHK, thế có khả năng ngưng kết đặc hiệu với kháng nguyên OHK. Như vậy thì ở đây ý nghĩa của cái việc nói về kháng nguyên này là sao? Đó là nếu các em có trong tay kháng nguyên OH hoặc là K biết trước của nhóm vi khuẩn ở đường ruột, các em cho kết hợp với huyết thanh của bệnh nhân, và nếu trong máu của bệnh nhân mà có kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên đó thì từ đó chúng ta có thể xác định được là người này bị nhiễm cái vi khuẩn này. Nhiễm cái vi khuẩn này thì đó dựa trên cơ chế phản ứng kháng nguyên kháng thể. Cô nhắc lại nha, như vậy thì kháng nguyên OHK dựa vào kháng nguyên OHK là bởi vì sao? Bởi vì những cái kháng nguyên này, cái kháng có nghĩa là khi các em biết các em có kháng nguyên biết trước, các em có thể cho kết hợp với huyết thanh của bệnh nhân để phát hiện sự có mặt của kháng thể. Và nếu có kháng thể thì chứng tỏ người này đang bị đã tiếp xúc với vi khuẩn, có thể là đang bị nhiễm bệnh. Như vậy có thể giúp chúng ta chẩn đoán bằng phương pháp huyết thanh học này các em học rồi. Rồi, bây giờ nói về cái năng lực gây bệnh của vi khuẩn và đường tiêu hóa. Thì năng lực gây bệnh sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố, đó là khả năng xâm nhập và khả năng sản xuất độc tố. Thì ở đây chính là đường xâm nhập của những cái vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa. Và thêm dựa vào cái đường xâm nhập này, ở đây không phải tất cả vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa đều đi theo con đường này nha các em, mà mỗi vi khuẩn nó sẽ có cái con đường đi khác nhau. Lát nữa sau khi mà các em học xong á, cái vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa, các em sẽ quay lại sơ đồ này và cho cô biết là từng cái vi khuẩn đó mà các em vừa học á, là nó đi theo con đường nào để mà gây bệnh ở trong cơ thể người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về vi khuẩn. Chúng ta sẽ nói về độc tố của vi khuẩn. Vì vi khuẩn đường ruột đều là vi khuẩn gram âm, cho nên chắc chắn nó sẽ có nội độc tố, và tất cả vi khuẩn đều có. Đó chính là độc tố trên thành tế bào và chỉ phóng thích khi vi khuẩn bị ly giải. Bản chất của nó là lipopolysaccharide, nó khá và bình nhiệt, đúng không kem? Còn ngoại độc tố thì chỉ có một số vi khuẩn mới có ngoại độc tố mà thôi. Thì những vi khuẩn nào mà có ngoại độc tố kem thì nó sẽ có hai loại độc tố luôn, là vừa nội vừa ngoại. Ví dụ như độc tố là tả nè, lỵ nè, E. coli đều có ngoại độc tố. Đây là những cái độc tố có bản chất là protein và được vi khuẩn tiết ra môi trường, tiết ra môi trường khi vi khuẩn còn sống. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa nha các em. Rồi, một số vi khuẩn gây bệnh đường ruột thì chúng ta sẽ có Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae và Escherichia coli. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhóm đầu tiên. Thì trong các vi khuẩn này là các em sẽ thấy là Salmonella và Escherichia coli, E. coli đó các em là đều thuộc họ Enterobacteriaceae. Còn Vibrio cholerae là thuộc họ Vibrionaceae. Như vậy thì với ba chi là Salmonella, Shigella và E. coli, chúng ta có thể dễ dàng dựa vào cái phản ứng lên men lacto để mà sơ bộ phân biệt các cái vi khuẩn này là thuộc cái nhóm nào. Vậy thì đối với Salmonella và Shigella các em, là hai cái vi khuẩn này nó gây bệnh chuyên biệt, cho nên nó sẽ là những vi khuẩn mà không lên men lacto. Còn Escherichia coli á, nó là vi khuẩn gây bệnh cơ hội, cho nên chắc chắn nó sẽ là vi khuẩn lên men lacto. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đầu tiên, đó là Chi Salmonella. Đối với Chi Salmonella thì khi các em quan sát cái hình thể vi khuẩn này, nó sẽ giúp cho các em có một số những cái dữ kiện. Thì các em có thể thấy như sau. Thứ nhất, vi khuẩn này, cái nhìn vô hình này là các em có thể thấy rằng vi khuẩn này thứ nhất nó là hình que. Nó là hình que, nó là vi khuẩn gram âm, cho nên khi nhuộm màu á kem là nó sẽ bắt màu,
nó bắt màu hồng khi nhuộm rem. Rồi cái tiếp theo nữa là vi khuẩn này còn có đặc điểm gì? Vi khuẩn này có đặc điểm gì? Vi khuẩn này nó sẽ có, thứ nhất là nó có khả năng di động, bởi vì nó có những cái tim mao trên bề mặt, đúng không em? Có những cái tim mao cho nên nó sẽ có cái khả năng di động. Rồi, cô nói lại nha em. Thứ nhất đây là vi khuẩn hình que, gram âm, bắt màu hồng khi nhuộm rem. Vi khuẩn này có khả năng di động vì nó có chứa tim mao. Vi khuẩn này có những cái kháng nguyên bề mặt là, thứ nhất là nó có kháng nguyên O bởi vì nó là vi khuẩn gram âm. Thứ hai là nó có kháng nguyên H bởi vì nó có tim mao. Và thêm một dữ kiện nữa chúng ta có thể biết về vi khuẩn này, đó là vi khuẩn không lên melacto và nó thuộc nhóm vi khuẩn gây bệnh chuyên biệt. Như vậy dựa vào cái hình này thôi là chúng ta đã có thể mô tả được và chúng ta không cần phải học bài nhiều rồi, đúng không các em? Rồi thì trong chi Salmonella chúng ta sẽ có ba loài quan tâm, đó là Salmonella typhi, Paratyphi và Typhi murium. Tương ứng nó sẽ gây ba bệnh, đó là sốt hương hàn, phó hương hàn và ngộ độc thức ăn. Salmonella typhi á, thì gây bệnh sốt hương hàn, Paratyphi á, thì gây bệnh phó hương hàn, và Typhi murium thì gây ngộ độc thức ăn. Trong trường hợp mà ngộ độc thức ăn thì chắc em cũng hình dung được, đó là nó sẽ lấy chai cồn như đây trong trường hợp ngộ độc thức ăn thì nó sẽ có biểu hiện như là sốt nhẹ nè, đau bụng nè, sốt nhẹ nè, đau bụng nè, tiêu chảy nè, nó có thể kèm theo đó là nôn ói, nôn ói nè. Và thường triệu chứng sẽ biến mất sau khoảng 2 cho đến 3 hoặc là cùng lắm là 5 ngày. Nếu mà chúng ta bồi dưỡng cơ thể đầy đủ thì có nghĩa là bù nước và điện giải và chất dinh dưỡng đầy đủ thì bệnh sẽ tự khỏi sau khoảng vài ngày mà không cần phải bổ sung thêm, không cần phải điều trị hay là sử dụng kháng sinh gì cả. Đó chính là đặc điểm của ngộ độc thức ăn. Nhưng mà trừ cái Typhi murium này ra thì Salmonella typhi và Salmonella paratyphi á thì có khả năng gây trường hợp sốt thương hàn và phó thương hàn, và đây là hai bệnh lý chuyên biệt nghiêm trọng, thậm chí có thể gây ra tử vong nữa. Vậy thì bệnh này có gì đặc trưng? Em thấy là tại sao ở đây chúng ta lại thấy có hình con cá hồi, có hình con cá hồi ngậm cái nhiệt kế, chứng tỏ là trong cái bệnh nhiễm thương hàn và phó thương hàn bệnh nhân sẽ sốt rất là cao. Rồi kèm theo nữa là các em sẽ thấy là ở dưới bụng cái con cá này nó có những cái đốm đỏ. Như vậy thì bệnh nhân có thể có dấu hiệu là có những cái xuất huyết, xin lỗi, có những cái phát ban, ban hồng ở bên dưới ở chỗ cái vùng bụng. Và tại sao lại là một con cá hồi? Tại vì cá hồi sẽ làm cho người ta liên tưởng tới chữ salmon trong Salmonella, hình dung được ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đặc điểm hình thể của chi này. Chi Salmonella là vi khuẩn gram âm di động, có bili quanh thân. Bằng cái hình này là nãy mình đã mô tả hết rồi đúng không các em? Hiếu hiếu khí tùy ý hay không thì không cần nhớ, và phản ứng lên melacto là âm tính. Ở đây như hồi nãy chúng ta đã dự đoán là vi khuẩn này sẽ có kháng nguyên O bề mặt nè, kháng nguyên H bề mặt nè, bởi vì nó là vi khuẩn gram âm và bởi vì nó có tim mao. Tuy nhiên có một cái mà trên hình nó không thể hiện được, đó là nó có nang, hay còn gọi là kháng nguyên K, hay còn gọi là kháng nguyên VI. Như vậy thì kháng nguyên K là viết tắt của chữ kháng nguyên K đại diện cho chữ capsule, capsule có nghĩa là nang đó em. Tuy nhiên do ở vi khuẩn Salmonella thì nang cũng là một yếu tố lực độc của vi khuẩn, do đó thì chữ lực độc có nghĩa là virulence, do đó người ta gọi kháng nguyên K này là kháng nguyên VI, có nghĩa là đây là một cái kháng nguyên quyết định yếu tố lực, một trong những yếu tố lực độc của vi khuẩn. Và do những cái chủng Salmonella khác nhau thì nó sẽ khác nhau về kháng nguyên O, kháng nguyên H và kháng nguyên VI. Và khi tổ hợp những cái sự khác nhau này lại với nhau thì người ta đã thấy là có khoảng 2.500 các tiếp huyết thanh của kháng nguyên của vi khuẩn Salmonella khác nhau. Ví dụ như O1, H1, VI2 hiểu như vậy. O1, H1, VI8 như vậy. Đó, thì như vậy là người ta đã thấy là có hàng ngàn tiếp huyết thanh khác nhau của vi khuẩn Salmonella dựa vào sự khác biệt của các kháng nguyên bề mặt. Bây giờ chúng ta sẽ nói về đặc điểm của bệnh thương hàn và phó thương hàn. Còn trường hợp ngộ độc thức ăn thì ở đây mình đã nói ban nãy rồi và cũng không có gì quan trọng cả. Trong trường hợp ngộ độc thức ăn thêm thì Salmonella typhi murium hoặc Enterotidis có thể gây ra ngộ độc, nhưng mà bệnh này thường không nguy hiểm.
và tự khỏi sau vài ngày. À, nhưng mà trong trường hợp nếu bệnh nhân bị nhiễm bệnh thương hàn và phó thương hàn, thậm chí người bệnh có thể diễn tiến tới tử vong. Bây giờ chúng ta cùng xem cái đặc điểm gây bệnh của vi khuẩn này. Rồi, lực độc. Vi khuẩn này nó không có ngoại độc tố nha các em, cho nên nội độc tố sẽ là yếu tố quyết định lực độc của vi khuẩn Salmonella. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem đường đi của vi khuẩn trong cơ thể nha các em. Đầu tiên là khi vi khuẩn xâm nhập vào đường tiêu hóa thì nó sẽ có mặt tại ruột. Sau đó thì nó sẽ vào hạch bạch huyết. Ok ha. Sau khi vào hạch bạch huyết rồi thì nó sẽ gây nhiễm khuẩn huyết. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ từ nha. Đầu tiên á các em, khi vi khuẩn Salmonella nó xâm nhập vào đường tiêu hóa ha, và nếu mà số lượng vi khuẩn ở tại đường ruột các em đủ đủ số lượng, có nghĩa là đủ liều gây nhiễm, thì nó có khả năng khởi phát các cái bệnh nhiễm ở người. Tuy nhiên con đường di chuyển của vi khuẩn như sau. Sau khi có mặt tại niêm mạc ruột á, vi khuẩn Salmonella nó không có. Rồi, thì vi khuẩn này sẽ không phát triển ngay trong niêm mạc ruột, mà vi khuẩn này nó có ái lực cao với những cái hạch bạch huyết ở bên dưới các cái vi nhung mao. Thế là ở tại niêm mạc ruột, vi khuẩn này sẽ xuyên qua thành ruột để đi vào các cái hạch bạch huyết ở bên dưới các cái vi nhung mao. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu coi hạch bạch huyết ha. Hạch bạch huyết là gì? Đây, đây là hình ảnh. Cái quay lại cái hình hồi nãy thì các em có thể thấy nè. Đây chính là cái gì đây các em? Vi nhung mao đúng không? Vi nhung mao nè. Bên dưới vi nhung mao thì chúng ta có mạng lưới mạch máu, nó để nhận các chất dinh dưỡng từ thức ăn và đi nuôi cơ thể. Tuy nhiên nó sẽ còn có một cái cột màu vàng ở chính giữa, đây chính là cột mạng lưới bạch huyết, mạch bạch huyết. Thì đặc điểm của Salmonella là Salmonella nó có ái lực cao đối với các cái hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết là những cái cấu trúc dạng giống như những cái túi á các em, nó nằm dọc trên đường đi của mạch bạch huyết. Thì các em biết mạch bạch huyết là gì, nghe tên là các em biết máu trắng rồi. Như vậy thì thành phần của bạch huyết nó rất là giống với hệ tuần hoàn, chỉ có điều là nó không có chứa hồng cầu, cho nên người ta mới gọi nó là máu trắng. Và bạch huyết cũng có vai trò là vận chuyển các cái chất dinh dưỡng với kích thước lớn hoặc là thân lipid, và đồng thời là nơi sản xuất ra các cái tế bào bạch cầu. Sau đó thì bạch huyết với hệ tuần hoàn là hai hệ nằm song song với nhau. Tuy nhiên hệ bạch huyết sẽ đổ dồn chung vào trong hệ tuần hoàn, và tại đó thì nó sẽ bổ sung dịch cho tuần hoàn cũng như cung cấp cho hệ tuần hoàn những bổ sung dịch cho hệ tuần hoàn cũng như là cung cấp cho hệ tuần hoàn những cái thành phần của hệ thống miễn dịch đó, ví dụ như là các tế bào bạch cầu của các em. Hay cho nên vai trò của bạch huyết là quan trọng. Thì vi khuẩn Salmonella của mình nó lại có ái lực cao đối với những cái hạt bạch huyết nằm dọc trên đường đi của mạch bạch huyết. Thế là vi khuẩn này sau khi có mặt ở ruột, ngay lập tức nó sẽ xuyên qua thành ruột và đi dọc theo mạch bạch huyết tìm tới các cái hạt bạch huyết rồi nhân lên ở đó. Rồi, hình dung được ha. Như vậy thì nó sẽ nhân lên nó hạch bạch huyết. Sau khi nhân lên nó hạch bạch huyết rồi thì như hồi nãy cô cũng vừa nói với các em, đó là sau khi nhân lên ở hạch bạch huyết rồi thì như hồi nãy cô nói với các em là bạch huyết rồi sẽ đổ dồn chung vào hệ tuần hoàn. Nó sẽ đổ dồn chung vào hệ tuần hoàn. Cho nên sau khi nhân lên nó hạch bạch huyết, vi khuẩn Salmonella sẽ được bạch huyết đổ dồn chung vào hệ tuần hoàn và nó sẽ xuất hiện ở hệ tuần hoàn. Cuối cùng vi khuẩn này sẽ gây ra nhiễm khuẩn huyết. Rồi, và khi nó nhiễm khuẩn huyết thì các em hình dung nhiễm khuẩn huyết đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Nó gây nhiễm trùng toàn thân, nó có thể đến cả tim nè, não nè, thận nè, gan nè, lắc nè, bất kể cơ quan nào, tại vì gây nhiễm trùng huyết mà. Sau khi nhiễm khuẩn huyết một khoảng 7 đến 10 ngày thì những cái vi khuẩn này dần dần nó chán rồi, nó trong máu nó chán chê rồi, nó nhân lên nó trong máu và nó gây nhiễm khuẩn các cơ quan rồi, thì nó sẽ quay trở về, nó sẽ quay trở về hai cái cơ quan. Thứ nhất là nó quay trở về túi mật, mà các em biết khi nó quay trở lại về túi mật thì dịch mật co bóp sẽ đẩy nó vào trong ruột non, và như vậy thì sẽ đưa vi khuẩn xuống ruột trở lại. Vậy thì sau khi mà nhiễm khuẩn huyết và vi khuẩn trở về túi mật thì nó sẽ đi lại vào ruột. Cái thứ hai nữa là nó sẽ quay trở về bàng quang, và như vậy thì nó sẽ xuất hiện ở trong nước tiểu.
Thì nếu mà vi khuẩn đi và nó trở về túi mật và có mặt ở ruột á, thì như vậy sau một vòng từ ruột đi chu du khắp nơi, cuối cùng nó quay trở về ruột. Nhưng khi mà nó quay trở về ruột á, thì số lượng vi khuẩn ở tại ruột nó đã nhiều hơn so với ban đầu rất là nhiều rồi. Và như vậy thì lúc này số lượng vi khuẩn nhiều tại ruột nó sẽ phóng thích ra, một số vi khuẩn chết phóng thích ra nội độc tố, và lúc đó sẽ gây ra cái tình trạng viêm loét nghiêm trọng ở ở cái niêm mạc đường tiêu hóa của bệnh nhân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem về triệu chứng nha Kem, cùng xem về triệu chứng. Thì đây Kem có thấy 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 là cái giai đoạn mà ruột nè, vi khuẩn vào ruột và nó đâu có làm gì ở ruột đâu, nó xuyên qua thành ruột, nó đi vào bạch huyết và nó nhân lên ở đó mà. Cho nên giai đoạn này bệnh nhân chưa có triệu chứng gì cả. Người ta gọi đây là thời kỳ ủ bệnh. Nó dao động là từ khoảng vài ngày có thể lên tới một tuần lễ. Đây là thời kỳ ủ bệnh. Có nghĩa là thời kỳ từ lúc vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể cho đến khi nó có triệu chứng đầu tiên. Thì giai đoạn ở ruột và bạch huyết là bệnh nhân chưa có triệu chứng gì cả. Sau đó vi khuẩn đi vào máu và gây nhiễm khuẩn huyết toàn thân. Thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng như là sốt cao nè, nhức đầu nè, nôn ói nè, có thể là tiêu chảy nè, ớn lạnh nè, cảm thấy là có nghĩa là cái dấu hiệu như là nhiễm khuẩn huyết, sốt, nhức đầu, nôn ói, tiêu chảy, ớn lạnh, suy nhược cơ thể, hoặc là có những cái dấu hiệu tổn thương các cái cơ quan. Đó, thì đó là giai đoạn nhiễm khuẩn huyết, giai đoạn nhiễm khuẩn huyết. Sau đó thì khi mà vi khuẩn quay về cư trú tại túi mật các em, quay về cư ngụ tại gan mật á, thì sự có mặt của vi khuẩn này có thể làm cho gan lách sưng to. Và cuối cùng khi nó quay trở về ruột thì sao? Nội độc tố mà nó phóng thích có thể gây là gì kem? Gây loét nè, gây xuất huyết nè, và thậm chí là có thể gây thủng ruột. Thì nó sẽ để lại những cái vết loét, và những cái vết loét nó sẽ làm cho bệnh nhân có thể đi tiêu chảy hoặc táo bón, và phân có máu. Và những trong những trường hợp nặng á, người bệnh có thể xuất huyết rất là nhiều. Xuất huyết rất là nhiều, có nghĩa là phân người ta mô tả là phân có thể là nhuộm một cái màu đỏ đỏ thẫm, phân lỏng có thể nhuộm màu đỏ thẫm ha. Và thậm chí là trong trường hợp mà người bệnh bị nhiễm Salmonella kem, là cái niêm mạc ruột của họ bị bào mỏng do nội độc tố gây gây loét trên niêm mạc ruột, thì bác sĩ sẽ khuyến cáo là không nên ăn thức ăn cứng, bởi vì thậm chí là nó có thể đe dọa tới cái nguy cơ gây tổn thương nặng hơn trên niêm mạc ruột, và thậm chí có thể gây ra thủng ruột ha. Cho nên là để tránh biến chứng thủng ruột, thì có nghĩa là các em hình dung đây là cái tổn thương rất nghiêm trọng ha, mà để tránh biến chứng thủng ruột, người bệnh chỉ được ăn thức ăn mềm lỏng ha, nhẹ nhàng thôi. Đó có nghĩa là cái nguy cơ rất là nghiêm trọng, và nếu thủng ruột thì bệnh nhân nếu không cấp cứu kịp sẽ tử vong trong vòng khoảng 2 giờ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói lại về đường gây bệnh của vi khuẩn Salmonella nha các em. Đây là vi khuẩn Salmonella typhi, với liều gây nhiễm của nó là khoảng 10 mũ 5 đến 10 mũ 7 vi khuẩn trong thức ăn là đủ để gây khởi phát bệnh nhiễm ở người rồi. Các em biết là các em nhìn thấy là nó đi vào ruột thì nó đâu có nhân lên ở đây đâu. Nó xuyên qua niêm mạc ruột để vào bạch huyết rồi mới nhân lên đây. Ví dụ đây hai con, đây lên 5 con rồi nè. Ví dụ thôi, nhân lên ở bạch huyết, sau đó nó đổ vào máu. Thì ngay khi nó đổ vào máu thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái triệu chứng đầu tiên của nhiễm khuẩn huyết. Và ví dụ như là sốt nè, nãy mình nói là sốt, rét cảm thấy ớn lạnh nè, nhức đầu, mệt mỏi, suy nhược, có thể tiêu chảy, có thể buồn nôn. Đó là dấu hiệu của nhiễm khuẩn huyết, và sau đó vi khuẩn này sẽ phân tán đến các cơ quan khác. Bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện như là có thể là những cái biểu hiện của tổn thương màng não nè, tổn thương các cơ quan như gan, lách, sưng to, có thể là tổn thương cơ chức năng của thận chẳng hạn, và bệnh nhân có thể phát những cái ban hồng ở trên cái vùng ngực, vùng bụng của bệnh nhân. Rồi, và sau đó thì vi khuẩn sẽ chu du trong máu khoảng bắt đầu từ tuần 2 trở đi, có nghĩa là khoảng vào tầm 10 ngày hơn trở đi thì vi khuẩn sẽ bắt đầu quay về cư trú tại gan, quay về cư trú dần dần tại gan, cho nên hàm lượng cái tải lượng vi khuẩn ở trong máu nó sẽ giảm dần. Như vậy thì khi vi khuẩn quay về tại gan thì nó ở trong túi mật á, nó tiếp tục nhân lên nó dịch mật, và khi gan co bóp á kem thì nó sẽ đổ dịch mật vào trong ruột, và lúc này sẽ phóng thích một lượng lớn vi khuẩn vào lại ruột. Một số vi khuẩn khi tồn tại ở ruột nó sẽ ly giải và phóng thích nội độc tố. Những cái nội độc tố này sẽ gây loét trên niêm mạc ruột nha các em, và có thể gây
xuất huyết là gây thủng ruột. Đồng thời là một số vi khuẩn cũng theo nhu động tự nhiên của phân và xuất hiện ra bên ngoài. Cho nên ở thời điểm này chúng ta có thể xét nghiệm phân để tìm vi khuẩn. Một số vi khuẩn thì quay về bàng quang, và như vậy thì nó sẽ có mặt trong nước tiểu. Vậy thì ở đây các em có thể thấy là gì? Đó là nếu mà ở tuần thứ nhất mà các em xét nghiệm tìm vi khuẩn Salmonella thì các em sẽ lấy mẫu bệnh phẩm là lấy máu. Nhưng mà bắt đầu từ tuần 2, 3 trở đi, nếu xét nghiệm tìm Salmonella thì các em nên lấy mẫu bệnh phẩm là lấy là mẫu phân, hoặc là chúng ta có thể lấy mẫu nước tiểu. Rồi bây giờ chẩn đoán trực tiếp và gián tiếp. Chẩn đoán trực tiếp là các em đi tìm trực tiếp tác nhân gây bệnh. Đó là các em đi nuôi cấy vi sinh vật, tìm trực tiếp kháng nguyên hoặc là tác nhân gây bệnh. Thì đây chúng ta sẽ dùng cái nuôi cấy trong môi trường nhân tạo. Đó là chúng ta sẽ thực hiện các phản ứng cấy, cấy máu, cấy phân hoặc cấy nước tiểu. Như vậy cấy là gì? Cấy có nghĩa là chúng ta cần lấy cái mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và đảm bảo là có vi khuẩn gây bệnh ở trong đó, phải giữ cho vi khuẩn sống. Rồi sau đó chúng ta chuyển lên môi trường nhân tạo. Chuyển lên môi trường nhân tạo để làm gì vậy các em? Để cho vi khuẩn phát triển trên môi trường nhân tạo. Sau đó chúng ta sẽ quan sát các cái khuẩn lạc nè, quan sát đặc điểm của khuẩn lạc nè, để mà chúng ta sẽ bắt đầu xác định coi đây là những cái gì, là dựa vào đặc điểm khuẩn lạc, nhuộm ram và phản ứng sinh hóa để chúng ta xác định đây có là những cái tác nhân gây bệnh gì. Thì đó người ta gọi là cấy. Cấy máu có nghĩa là lấy máu nuôi cấy trên môi trường nhân tạo. Cấy phân là lấy mẫu phân rồi nuôi cấy trên môi trường nhân tạo. Và các em lưu ý cho cô một cái đặc điểm này, đó là cái việc mà lấy mẫu bệnh phẩm rồi nuôi cấy trên môi trường nhân tạo chỉ thực hiện tốt khi bệnh nhân chưa từng sử dụng kháng sinh trước đó. Nếu bệnh nhân đã sử dụng kháng sinh trước đó rồi thì thường nó sẽ có một cái đặc điểm chung là vi khuẩn sẽ rất khó mà mọc trên môi trường nhân tạo. Okay? Dù cho kháng sinh đó có đạt được cái hiệu quả diệt khuẩn chặn lọc trên Salmonella hay không, thì nếu mà đã từng sử dụng kháng sinh rồi thì việc nuôi cấy vi khuẩn sẽ rất là khó mọc. Rồi bây giờ đầu tiên nếu ở tuần 1 thì chúng ta sẽ tiến hành cấy máu. Thì khi cấy máu các em thì chúng ta sẽ làm gì? Khi cấy máu thì chúng ta sẽ lấy mẫu máu của bệnh nhân. Mà các em biết là trong máu thì bình thường không có vi khuẩn, cho nên nếu mà lấy máu của bệnh nhân mà có nhiễm khuẩn thì như vậy vi khuẩn sẽ mọc ngay. Cho nên cấy máu là chỉ cần cấy một lấy mẫu máu và cấy lên là không sợ bị lẫn các vi khuẩn khác. Và nếu mà đã điều trị kháng sinh rồi thì có thể lấy mẫu bệnh phẩm tủy xương. Còn cấy phân là tuần 3 với tuần 4 thì chúng ta sẽ thực hiện cấy phân. Tuy nhiên khi cấy phân thì các em biết là trong phân nó không giống như máu, nó còn có những cái vi sinh vật cộng sinh và hội sinh khác ở đường tiêu hóa nữa. Cho nên khi mà cấy phân thì các em phải sử dụng hệ thống các cái môi trường chọn lọc tăng dần để có thể loại trừ những vi khuẩn không mong muốn và chọn lọc vi khuẩn mình cần tìm. Từ đó giúp cho chúng ta định danh chính xác hơn. Ví dụ như các em có thể sử dụng môi trường mắt con cây để coi có vi khuẩn gây bệnh hay không, hay là gây bệnh chuyên biệt hay không. Sau đó các em có thể cấy lên môi trường BSA để coi có vi khuẩn Salmonella hay không. Được chưa? Trong trường hợp cấy phân không đạt được thì chúng ta có thể cấy nước tiểu. Còn xét nghiệm gián tiếp là gì? Xét nghiệm gián tiếp đó là các em sẽ gián tiếp tìm sự có mặt của kháng thể trong huyết thanh của bệnh nhân thông qua test phản kháng nguyên kháng thể. Như vậy các em sẽ dùng bộ kit kháng nguyên, người ta gọi là kit Widan, để tìm kháng thể trong huyết thanh của bệnh nhân. Rồi phòng và điều trị ha các em. Điều trị thì đối với trường hợp sốt thương hàn và phó thương hàn thì chúng ta sẽ điều trị là chúng ta áp dụng vừa sử dụng kháng sinh vừa bù dịch. Tuy nhiên trong sử dụng kháng sinh thì các em lưu ý như sau. Thứ nhất là phải làm kháng sinh đồ. Lý do tại sao phải làm kháng sinh đồ là bởi vì cái kháng sinh đồ, bởi vì vi khuẩn Salmonella các em là trước đây người ta sử dụng Ambi và Clorem thì cho hiệu quả rất là ổn. Tuy nhiên vi khuẩn dần dần nó trở nên đề kháng kháng sinh rồi, do sử dụng kháng sinh không hợp lý cũng như do vi khuẩn chuyển các cái gen đề kháng lẫn nhau. Cho nên bây giờ hai kháng sinh này đối với Salmonella thì gần như là nó đều bị đề kháng. Do đó thì đã dẫn đến thất bại trong điều trị nếu mà chúng ta sử dụng hai kháng sinh này để điều trị. Vậy thì tốt nhất là dựa trên kết quả kháng sinh đồ. Vậy thì kháng sinh đồ là gì? Kháng sinh đồ là cái thử nghiệm mà cho các em biết là vi khuẩn còn nhạy cảm với kháng sinh nào và đã đề kháng với kháng sinh nào. Cái này các em sẽ được học trong thực hành. Có nghĩa là khi các em lấy cái vi khuẩn mà phân lọc từ cơ thể bệnh nhân, các em test với một số loại kháng sinh
Thì có những cái vi khuẩn thì có những cái kháng sinh thì nó còn thể hiện được cái hiệu quả điều trị thì các em sẽ ưu tiên đưa vào phác đồ. Còn những kháng sinh nào mà các em thấy là qua cái test này cho thấy nó đề kháng rồi thì các em sẽ loại bỏ khỏi phác đồ điều trị, đúng không? Bởi vì đây là một cái bệnh nhiễm cấp tính chuyên biệt và thậm chí là nguy hiểm cho tính mạng nữa, cho nên việc lựa chọn kháng sinh đúng ngay từ ban đầu sẽ giúp cho bệnh nhân điều trị bệnh hiệu quả hơn. Nếu mà các em sử dụng một cái kháng sinh mà bị đề kháng luôn thì khả năng bệnh tình sẽ càng lúc càng nặng. Rồi, thứ nhất là dựa trên kết quả kháng sinh đồ. Tuy nhiên, trong trường hợp không có điều kiện làm kháng sinh đồ hoặc chưa có kết quả chưa có kết quả kháng sinh đồ thì sao? Người lớn chúng ta sẽ sử dụng quinolone và trẻ em chúng ta sẽ kê đơn cephalosporin thế hệ 3. Hình dung được ha. Như vậy thì không phải nơi nào cũng có điều kiện làm kháng sinh đồ hoặc bệnh nhân đang có dấu hiệu nguy hiểm cần sử dụng kháng sinh sớm mà chờ kết quả kháng sinh đồ. Các em biết là để có kết quả kháng sinh đồ chúng ta phải lấy mẫu bệnh phẩm, nuôi cấy trong môi trường nhân tạo, định danh rồi làm kháng sinh nữa, làm đủ thứ vất vả hết trơn á. Cho nên là để mà có thể làm kháng sinh đồ thì phải mất vài ngày mới có kết quả. Như vậy trong trường hợp mà cần sử dụng kháng sinh sớm thì người lớn chúng ta sẽ sử dụng quinolone và trẻ em là cefa3, bởi vì hai kháng sinh này hiện nay được gọi là ưu tiên chọn lựa trong phác đồ điều trị Salmonella của Bộ Y tế. Nó được xem là hai kháng sinh còn khá là nhạy cảm với các chủng vi khuẩn Salmonella đề kháng kháng sinh. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp bất khả kháng thôi. Còn lại khi các em đã có kết quả kháng sinh đồ, chúng ta có thể điều chỉnh phác đồ điều trị cho hợp lý. Rồi, cái thứ hai nữa là chúng ta nên dùng liều tăng dần. Lý do tại sao phải dùng liều tăng dần là như thế này ha, là bởi vì á em, nếu chúng ta dùng liều cao ngay từ ban đầu á thì các em biết là dùng liều cao lượng vi khuẩn chết sẽ rất là nhiều, mà cái nội độc tố lại là yếu tố lực độc của vi khuẩn nữa. Như vậy nếu chúng ta làm vi khuẩn chết nhiều, nội độc tố phóng thích ồ ạt sẽ khiến cho cái triệu chứng xuất huyết và thủng ruột của bệnh nhân càng nghiêm trọng hơn. Cho nên chúng ta cần dùng liều tăng dần mỗi ngày một ít như vậy sẽ kiểm soát cái lượng kiểm soát được cái lượng độc tố cũng như là nó nằm trong cái khoảng dung nạp và chịu đựng được của cơ thể người bệnh. Rồi, ngộ độc thức ăn thì chúng ta chỉ cần bù nước điện giải mà không cần phải dùng kháng sinh. Bây giờ sang phòng ngừa thì sao? Ở trong phòng ngừa các em thì những nguồn thực phẩm chúng ta cần kiểm soát đó là thịt, sữa, trứng, nguồn nước và người lành mang mầm bệnh. Rồi, thịt, sữa và đặc biệt là trứng các em. Cho nên ở nước ngoài các em coi một số cái phim phương Tây á, gia đình mà tự nuôi gà rồi có trứng khi mang tặng cho hàng xóm thì người ta rất là sợ. Bởi vì sao? Bởi vì á, trẻ em ở nước ngoài được dạy rằng trứng có thể là nguồn lây lan Salmonella. Cho nên người ta rất là sợ sử dụng trứng không rõ nguồn gốc được chăn nuôi theo hộ gia đình đó các em. Dạng như gia đình tại nhà thì họ rất là sợ. Em xem một số phim thì em sẽ để ý sẽ thấy như vậy. Khi mà nói tới trứng gà thì người ta hay nói tới một cái bệnh phổ biến đó là Salmonella, Salmonellosis, là bệnh nhiễm Salmonella đọc theo tên tiếng Anh đó em. Vậy thì tại sao vậy? Nếu gà bị nhiễm Salmonella thì vào trong đường tiêu hóa nó cũng phân tán trong máu gà, có mặt trong buồng trứng và xuất hiện trong trứng. Và nếu mà chúng ta ăn trứng mà trứng không chín kỹ, trứng lòng đào thì chúng ta có khả năng bị nhiễm Salmonella. Được chưa? Rồi, người lành mang mầm bệnh. Cũng có nhiều trường hợp các em, cơ thể của cái người đó họ có một cái sức miễn dịch mạnh đối với độc lực do các cái chủng vi khuẩn gây ra, cho nên là trở nên là không có triệu chứng khi bị nhiễm các cái vi sinh vật này. Cũng giống như các em thấy một số người mà khi chích vaccine SARS-CoV-2 COVID-19 đó các em, sau mấy khi mà những nhân viên y tế họ đã chích đủ full 2 liều á, cái khi mà họ đi cái khi mà họ 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 Họ, họ họ tiếp xúc với bệnh nhân rồi họ bị nhiễm bệnh đó em, thì họ thậm chí là không có triệu chứng nữa. Cho nên một số người á, họ có những cái cơ chế miễn dịch đặc trưng mà giúp cho họ vượt qua được cái lực độc của vi khuẩn và hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Đó là người lành mang mầm bệnh. Tuy nhiên cái nguy hiểm là họ vẫn tiếp tục thải mầm bệnh theo chất thải, theo nguồn nước không xử lý, theo tay bẩn ra ngoại cảnh và có thể lây lan cho người khác. Vaccine thì hiện nay chúng ta đã có vaccine rồi ha. TAB là vaccine phòng ti phi và para ti phi tiếp A và tiếp B. Rồi, DTaB hoặc là DTTaB đó là những cái vaccine mà ngoài phòng bệnh thương hàn là TAB nó còn giúp phòng những cái bệnh khác nữa. Đó là vaccine đa giá.
Rồi bây giờ chúng ta qua vi khuẩn tiếp theo, đó là G. shigella. G. shigella, do hôm nay cô sợ là lấy nữa mà cô không nói được á, ý là bài nó không có xong á, cho nên hôm nay cô không có gọi phát biểu, không có chừa thời gian cho các em phát biểu. Cô sợ lấy cứ cứ ngưng 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 hồi nói không nổi nữa, cái bài nó không xong, buổi sau học không kịp. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp nha. Thì trong chi shigella này là các em, shigella là sẽ gây bệnh lỵ trực khuẩn ha, lỵ trực khuẩn. Thì bệnh lỵ trực khuẩn nó sẽ có đặc điểm là gì? Các em đều biết là bệnh lỵ là bệnh có cái đặc trưng, là tại vì các em đọc bài ở nhà rồi, cho nên nếu cô nghĩ cô hỏi thì chắc nhiều bạn sẽ trả lời được đó. Mà sợ là lấy nữa nói không nổi thôi nói luôn. Bệnh lỵ á các em, mà bệnh có cái đặc trưng thứ nhất đó là bệnh này diễn tiến tại ruột già, và cái thứ hai nữa là bệnh này là bệnh mà nó sẽ gây ra những cái đi tiêu phân, đau đau quặn bụng nè, đi tiêu phân nhiều lần và phân có nhầy máu, đó là đặc trưng của bệnh lỵ ha. Thì có những cái bệnh lỵ đó là có hai loại tác nhân đều gây ra bệnh lỵ giống nhau. Thứ nhất là vi khuẩn Shigella ha, gây ra bệnh lỵ cấp tính, người ta gọi là lỵ trực khuẩn, và chúng ta có thể chữa lành nếu chúng ta sử dụng kháng sinh. Còn cái thứ hai là một cái tác nhân nữa mà các em sẽ học trong học phần ký sinh trùng ở học thì sao các em, đó là trùng chân giả Entamoeba histolytica, nó sẽ gây ra bệnh lỵ trực trùng. Có nghĩa là đây là một bệnh lỵ mãn tính diễn tiến từ từ, nhưng nó cũng khiến cho bệnh nhân đi tiêu phân nhiều lần một ngày, cũng đau bụng và cũng xuất hiện máu trong phân, và đặc biệt cũng là gây những cái tổn thương ở ruột già. Tuy nhiên bệnh lỵ trực trùng á, thì nó mãn tính ha, nó không gây những cái cấp tính, những cái triệu chứng cấp tính như bệnh lỵ trực khuẩn, và do nó là ký sinh trùng cho nhóm thuốc phòng ngừa, phun thuốc điều trị sẽ là thuốc kháng ký sinh trùng. Do đó thì trong lâm sàng người ta cần phân biệt được đây là lỵ trực khuẩn hay là lỵ amip, gọi là lỵ lỵ do do cái con Entamoeba gây ra. Thì hai cái tác nhân khác nhau, cho nên chúng ta sẽ cần cần phải phân biệt được để mà có cái hướng sử dụng thuốc cho nó phù hợp. Hình dung được ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm hình thể của chi Salmonella. Đặc điểm hình thể của chi này á các em, thứ nhất đây là những cái bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiệm lại nha. Thứ nhất đây là vi khuẩn hình que nè các em, 21 em chỉ cần ngồi nghiệm ra cái hình này là các em nhớ được rồi ha. Thứ nhất đây là vi khuẩn hình que, thứ hai nó là cái gì đây? Thứ hai nó là vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa, cho nên nó phải là gram âm đúng không? Mà gram âm thì như vậy thì nó sẽ bắt màu hồng khi nhuộm ram. Rồi mình lại nghiệm tiếp nha. Cái thứ ba, vi khuẩn này có tim ma không các em? Không. Tim ma phải là những cái sợi rất là dài, dài hơn kích thước tế bào vi khuẩn. Như vậy nó không có tim ma. Mà nó không có tim ma thì vi khuẩn này sẽ không di động được. Rồi, và bởi vì nó không có tim ma, nó không di động, cho nên nó cũng sẽ không có kháng nguyên H trên bề mặt. Vi khuẩn này nó có bili không các em? Có. Ở đây nó có bili nè. Có bili phủ quanh thân. Rồi vi khuẩn này còn có đặc điểm gì nữa? Có kháng nguyên ô không kem? Có, bởi vì nó là vi khuẩn gram âm cho nên nó sẽ có kháng nguyên ô. Vậy thì nãy giờ mình thấy là nó có kháng nguyên ô ha, kháng nguyên duy nhất nó có là kháng nguyên ô, còn kháng nguyên K thì đây không biết, coi coi có hay không. Đây là hình ảnh vi khuẩn Shigella trên kính hiển vi nè, ha, những cái trực khuẩn gram âm ha, những cái trực khuẩn gram âm em thấy rồi đúng không? Nó bắt màu đỏ khi nhuộm ram hoặc màu hồng khi nhuộm ram. Vi khuẩn này không có kháng nguyên nang, không có kháng nguyên tim mao, nó chỉ có kháng nguyên ô thôi. Và dựa vào sự khác biệt của kháng nguyên ô mà người ta chia làm 4 tiếp huyết thanh. Đó là huyết thanh tiếp A là Shigella dysenteriae, tiếp B là Flaxneri, tiếp C là Boidii và tiếp D là Sonnei. Bây giờ thì chúng ta tìm hiểu về đặc điểm của ba những cái tiếp này. Thì trong 4 tiếp này, cái tiếp A là Shigella dysenteriae thường gây bệnh với những cái triệu chứng nghiêm trọng và dễ khởi thành dịch hơn so với những cái chủng khác. Rồi, đặc điểm chung của vi khuẩn này thì hồi nãy cô đã mô tả rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về năng lực gây bệnh. Đặc điểm gây bệnh của những cái của vi khuẩn lỵ á, sẽ phụ thuộc vào khả năng xâm nhập và khả năng sản xuất độc tố. Thì khả năng xâm nhập đó là khả năng tấn công qua các cái lớp lợi khuẩn, tấn công qua niêm mạc đường tiêu hóa để xuất hiện ở trong cái bên dưới những cái niêm mạc, bên dưới những cái biểu mô, bên dưới các cái niêm mạc, các cái tế bào ở đường tiêu hóa.
cái niêm mạc ruột có đường tiêu hóa. Rồi, cái thứ hai nữa là những cái vi khuẩn này có khả năng sản xuất ra độc tố. Thì độc tố ở đây bao gồm là nội độc tố và ngoại độc tố luôn. Hai loại độc tố luôn nha kem. Bây giờ chúng ta sẽ nói từng cái. Đầu tiên là nói về nội độc tố. Nội độc tố lipopolysaccharide đó kem, nó có độc tính khá là mạnh, nó sẽ gây kích thích thành ruột. Nó gây kích thích rồi gây co thắt, cho nên nó làm cho bệnh nhân bị đau quặn bụng đó kem. Đồng thời gây loét và gây hoại tử. Ngoại độc tố có tên là ciatoxin ở Shigella dysenteria type 1, nhưng mà nó có tên là Shigella toxin ở Shigella flexneri. Lý do tại sao lại gọi là Shigella toxin? Tại vì con flexneri nó có một cái độc tố khá giống về cấu trúc và cơ chế tác động với ciatoxin, nhưng không phải là một, nghĩa là chỉ giống thôi, cho nên người ta gọi là độc tố giống với độc tố Shiga, người ta gọi là Shigella toxin. Lai đây là giống nhưng phải thích nha, Shigella toxin. Vai trò của ngoại độc tố này là phá hủy tế bào biểu mô niêm mạc ruột và có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương. Như vậy thì hai cộng hai cái tác động của nội và ngoại độc tố lại thì nó sẽ gây co thắt và gây co thắt ruột đó, cho nên là nó sẽ gây đau quặn bụng. Rồi nó sẽ gây gì nữa kem? Gây tổn thương niêm mạc, phá hủy biểu mô, gây loét, gây hoại tử và làm cho phân có máu. Gây bệnh thì bệnh do Shigella gây ra em, nó có một cái đặc trưng là bệnh này nó sẽ giới hạn tại ruột già và không vào máu. Như vậy mặc dù Shigella có thể là xuyên qua cái niêm mạc ruột rồi nó tấn công vào cái lớp niêm mạc bên dưới và chạm vào mạch máu làm cho phân có thể xuất huyết, tuy nhiên máu lại không phải là môi trường ưa thích, cho nên vi khuẩn này sẽ không lan tràn vào máu. Dù cho người bệnh có nặng như thế nào thì bệnh vi khuẩn này cũng không đi vào máu, nó chỉ cư trú ở bên dưới lớp niêm mạc và gây ra xuất huyết mà thôi. Cho nên là bệnh này không bao giờ vào máu, cho nên vi khuẩn này sẽ không gây nhiễm khuẩn huyết. Rồi, hội chứng lỵ thì bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện là sốt cao, có thể 38, 39, 40 độ, đau quặn thắt ở bụng, đau quặn bụng và đau của co thắt ở hậu môn, cho nên sẽ có cảm giác là buốt mót hậu môn. Buốt mót hậu môn có nghĩa là cái cảm giác quặn thắt ở hậu môn mà sau khi đi vệ sinh xong mà cảm giác vẫn chưa có thoải mái á, đó làm cho bệnh nhân có thể là có nghĩa là giống như còn 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 khối phân trong trực tràng, làm cho bệnh nhân có thể rặn, và như vậy thì có thể là gây ra xa trực tràng. Nó xa trực tràng đó, thì bệnh nhân sẽ sốt cao nè, đau quặn bụng nè, đi phân nhiều lần một ngày, có thể mười mấy 20 lần một ngày, phân có lẫn nhầy máu đó, thậm chí là ban đầu thì phân còn có chất rắn, sau đó gần như là phân toàn là nước không à, mà nước mang một cái màu hơi sậm, và khi soi phân thì sẽ thấy hồng cầu ở trong đó, nó sẽ thấy hồng cầu ở trong đó. Bệnh này sẽ trở nặng ở bệnh này có thể trở nặng ở trẻ em và người già, người lớn tuổi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem xét về phương pháp chẩn đoán bệnh nhiễm Salmonella. Chẩn đoán thì lấy chỗ nhầy ở khối phân tươi. Khi và cũng lưu ý là chẩn đoán thì chúng ta có hai phương pháp, là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp. Trực tiếp là chúng ta đi trực tiếp tìm cái tác nhân gây bệnh trong mẫu bệnh phẩm, đó là chúng ta đi cấy phân. Còn gián tiếp là chúng ta sử dụng phương pháp huyết thanh học, kháng nguyên, kháng thể. Dựa vào kháng nguyên biết trước để ngưng kết với kháng thể, nhưng phẩm huyết thanh học ít dùng. Hiện nay chủ yếu người ta sẽ dựa vào cấy phân, đó là lấy mẫu phân tươi và lưu ý là chỉ cấy mọc khi bệnh nhân chưa sử dụng kháng sinh trước đó. Sau đó thì chúng ta sử dụng hệ môi trường với độ chọn lọc tăng dần, môi trường cơ bản, môi trường phân biệt, môi trường chọn lọc. Ví dụ như mắt con cây là môi trường phân biệt. Nếu mà thấy khóm màu đỏ đó là vi khuẩn lên men lacto, đó là vi khuẩn gây bệnh cơ hội. Còn nếu thấy khóm không màu thì đó là vi khuẩn không lên men lacto, vi khuẩn gây bệnh chuyên biệt. Như vậy nếu thấy khóm không màu rồi có thể là bệnh nhân có thể nhiễm Shigella rồi. SS là môi trường chọn lọc cho Salmonella và Shigella. Nếu thấy có khóm không màu thì rất có thể là đã nhiễm Shigella hoặc Salmonella rồi. Còn trên BSA là môi trường chọn lọc cho Salmonella. Như vậy nếu mà có khóm màu đen trên BSA, nếu không có khóm màu đen trên BSA nhưng trước đó có khóm trên SS, như vậy chứng tỏ là người này đã nhiễm Shigella. Rồi, trong phòng ngừa và điều trị thì sao? Phòng và điều trị thì chúng ta sẽ vệ sinh
ăn uống ha, xử lý tốt với chất thải của bệnh nhân ha, và vaccine thì có hiệu lực bảo vệ thấp. Điều trị giống như trường hợp Salmonella vậy đó các em, chúng ta vừa sử dụng kháng sinh vừa bù nước, tại vì bệnh nhân có thể đi đi tiêu phân lỏng, mất nước và điện giải. Kháng sinh thì do vi khuẩn đề kháng nhiều, chúng ta cần dựa vào kết quả kháng sinh đồ. Và hiện nay thì cũng thường sử dụng là Cefa3 và Kinolon mà thôi. Còn bù nước và điện giải thì chúng ta có thể bù nước điện giải đường uống hoặc là đường tiêm truyền. Bây giờ chúng ta sang vi khuẩn tiếp theo, đó là Vibrio cholerae hay còn gọi là phẩy khuẩn tả Vibrio cholerae. Thì chữ cholerae là dịch tả, Vibrio là phẩy. Thì vi khuẩn này gây ra các cái trận đại dịch tả, một số chủng cái chủng trong đó có khả năng gây ra các trận đại dịch tả trong lịch sử trước đây và đã khiến hàng triệu người tử vong rồi các em. Và sau này á, cái mấy đứa cô hình dung là sau này thế hệ con cháu của mấy đứa khi học về vi sinh lâm sàng á, chắc chắn là tụi nhỏ nó sẽ được học về về virus SARS-CoV-2. Và lúc đó người ta sẽ nói virus SARS-CoV-2 trước đây á, hả, là cách đây hàng chục mấy chục năm về trước á, là đã từng gây ra các cái trận gây ra trận đại dịch hoành hành mấy năm, từ năm 2019 tới 2021 22 gì đó trên toàn thế giới, và đã khiến hàng triệu người tử vong, cũng giống như kem đang ngồi đây và kem nói về phẩy khuẩn tả gì đó. Thời điểm mà phẩy khuẩn tả khiến hàng triệu người tử vong đó là bởi vì chúng ta chưa có nhận thức được về 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 cái tác nhân gây bệnh là vi khuẩn và cái đường lây lan của nó. Cũng giống như ngày xưa người ta cứ thấy là mất nước tiêu chảy thì lại không cho người bệnh uống nước, tại vì cứ uống vô thì sẽ lại bị tiêu chảy, cho nên người bệnh càng có nguy cơ là bị cô đặc tuần hoàn và dễ bị tử vong. Cũng giống như sau này khi mẹ con cháu mình á, ngồi mình nói học về virus SARS-CoV-2 á, con cháu của em có thể nói là nó sẽ học bài, nó sẽ được giảng là trước đây là trận đại dịch đó là đã khiến cho hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới nhiễm bệnh, hàng triệu người đã tử vong. Và sau khi mà vaccine ra đời thì số lượng tử vong vẫn tăng lên, là bởi vì chưa chưa có cái gì chưa có chưa chưa có đạt được cái chủng ngừa đầy đủ. Cho nên ở đây Kem thấy là nếu mà Kem đã được chủng ngừa một mũi thôi cũng được nữa, rồi từ từ sẽ được chích mũi thứ hai, thì chắc chắn là bảo vệ Kem 100% tránh khỏi là những cái triệu chứng nặng, và không bao giờ Kem bị tử vong nếu Kem nhiễm SARS-CoV-2, với điều kiện là Kem tiêm chủng á. Với Astra là Kem tiêm khoảng một tháng sau khi tiêm mũi đầu tiên, còn với Pfizer nó phải đạt được hiệu quả bảo vệ 100% là khi Kem tiêm mũi thứ hai. Sau mũi đầu tiên thì như hôm trước cô có giảng với Kem á, là hiệu quả bảo vệ chống lại bệnh nặng của Pfizer thấp hơn Astra nha mấy đứa. Cho nên mình cũng so sánh giữa các vaccine thì nó cũng khập khiễng thôi, không thật sự không cái nào tốt hơn cái nào, nên nếu mà bạn nào có cơ hội đi chích vaccine thì Kem phải chích ngay, ok ha. Còn bạn nào mà đã bị nhiễm bệnh rồi á, thì Kem không cần phải chích, bởi vì Kem đã có kháng thể rồi, là hình như là người ta khuyến cáo là khoảng 6 tháng sau mới cho Kem chích lại để tiếp tục duy trì cái hàm lượng kháng thể trong máu cho mình rồi. Thôi mình không lan man nữa, bây giờ mình quay lại chỗ này, chúng ta sẽ nói về vi khuẩn Vibrio cholerae. Vibrio là phẩy khuẩn, thì hình dạng của con Vibrio nó giống như cái hình kem đang thấy nè, nhưng mà nó không có mập như vậy đâu, nó giống như cái hình cô vẽ nè, có nghĩa là nó dạng uốn lượn như dấu hỏi hoặc dấu ngẽ như thế này hơn. Người ta gọi nó là phẩy khuẩn tả, hình dung được ha. Rồi, Vibrio cholerae, ok. Và ở phía sau thì cái này là cái con vi khuẩn nha kem, phía sau thì nó có một cái roi nè. Nhưng mà khi kem quan sát trên kính hiển vi điện tử thì kem mới thấy roi, còn quan sát trên kính hiển vi quang học thì kem không thấy roi đâu. Bởi kem chỉ thấy hình dạng vi khuẩn uốn lượn như thế này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói về đặc điểm vi khuẩn này, xem nó có những cái đặc điểm gì ha kem. Thứ nhất, đây là vi khuẩn gram âm, hình dấu phẩy. Mà hình dấu phẩy thì chắc chắn là sắp xếp riêng lẻ rồi đúng không kem? Gram âm cho nên nó sẽ bắt màu hồng khi nhuộm gram, và nó sẽ có kháng nguyên ô hay là có nội độc tố, ok hen. Rồi nó có tim mao cho nên nó rất là di động hả, và nó còn có cái gì nữa, nó còn có kháng nguyên H nữa đúng không kem? Rồi còn gì nữa, còn thông tin gì nữa mình biết? Hết thông tin rồi. Và vi khuẩn này thì thuộc cái họ là Vibrionaceae, cho nên chúng ta không dùng phản ứng lên men lacto để xác định nó là tác nhân gây bệnh chuyên biệt hay gây bệnh cơ hội
tại vì nó thuộc khác họ với họ Enterobacteriaceae. Bây giờ chúng ta sẽ nói về đặc điểm hình thái vi khuẩn này như chúng ta đã nói rồi nè. Gram âm, cong, hơi di động nhanh như nhờ một tim mao ở đầu và mọc tốt trên môi trường pH chính. Thêm một đặc điểm nữa kem nhớ em cho cô, đó là vi khuẩn này ưa kiềm. Và ưa kiềm cho nên trên môi trường nuôi cấy vi khuẩn này á kem, người ta đã sử dụng môi trường bếp tông kiềm. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo sử dụng môi trường bếp tông kiềm sẽ rút ngắn thời gian chẩn đoán. Thay vì nuôi cấy 24 tiếng thì chỉ cần 4 đến 6 tiếng là kem đã có thể vi khuẩn đã mọc để cho kem có thể quan sát được trên kính hiển vi rồi. Tại vì trên môi trường bếp tông kiềm vi khuẩn này mọc cực nhanh, môi trường thuận lợi cho nó mà. Rồi Vibrio thì như vậy nó sẽ có chung kháng nguyên H và khác nhau kháng nguyên O. Nó sẽ chia thành các tiết huyết thanh. Đó là Vibrio cholerae chủng eo to đã từng gây các trận đại dịch tả lớn trong lịch sử. Còn Vibrio parahemolyticus thì chỉ gây ngộ độc thức ăn thông thường. Rồi đây là hình ảnh Vibrio trên kính hiển vi quang học nè, okay, mình chỉ thấy như vậy thôi. Những cái phẩy khuẩn mảnh mai bắt màu hồng khi nhuộm rem. Bây giờ chúng ta sẽ nói về độc tố và enzyme của Vibrio cholerae. Độc tố thì chúng ta có cái độc tố đó là cholerae enterotoxin. Nghe tên thì chắc em cũng biết đây là độc tố ngoại độc tố rồi, bởi vì phía sau người ta có ghi rất rõ nè, đây là một độc tố protein không bền nhiệt, mà protein thì chính là ngoại độc tố. Do đó đối với Vibrio nó sẽ có cả hai loại độc tố nha kem, là ngoại độc tố và nội độc tố. Tuy nhiên cái độc tố mà chịu cái vai trò chính trong năng lực gây bệnh của vi khuẩn này lại là ngoại độc tố chứ không phải là nội độc tố. Rồi mô đích của độc tố này là biểu mô ruột non ha, và nó sẽ gây tác động là tiết dịch ồ ạt vào lòng ruột, tế bào ruột không tổn thương nhưng gây tiêu chảy cấp và cấp cân bằng điện giải. Ngoài ra nó còn những enzyme như là hemolysin gây ly giải hồng cầu, mucina gây bong tróc niêm mạc ruột ha. Xem cơ chế tác động của cholerae enterotoxin nha. Vibrio cholerae sẽ có khả năng tiết ra độc tố cholerae toxin. Độc tố này nó gồm có những cái tiểu đơn vị B và những tiểu đơn vị E gắn lại vào với nhau. Như vậy cơ chế tác động của vi khuẩn này đó là khi Vibrio cholerae xâm nhập vào đường tiêu hóa, nó sẽ độc lực của nó được quyết định bởi ngoại độc tố chứ không phải là khả năng xâm nhập, bởi vì vi khuẩn này rõ ràng là không xâm nhập, không xâm lấn. Như vậy thì Vibrio cholerae sau khi có mặt ở trên cái gì kem, sau khi có mặt ở ở trong lòng ruột đó, thì nó sẽ nằm trên cái niêm mạc ruột, nó sử dụng chất dinh dưỡng ở đây rồi bắt đầu nó sẽ nhân lên chứ hoàn toàn không chui vào trong niêm mạc và gây tổn thương tế bào. Nó sẽ nhân lên và khi số lượng nhiều rồi thì lúc đó lượng độc tố, ngoại độc tố của nó cũng nhiều. Lúc đó nó sẽ gây ra những cái tác động đặc trưng trên cơ thể bệnh nhân, tác động chuyên biệt. Đó là những độc tố của vi khuẩn này có hai tiểu phần là tiểu phần E và tiểu phần B. Vi khuẩn sẽ dùng tiểu phần B để gắn trên thụ thể đặc hiệu của tế bào niêm mạc. Sau đó nó sẽ bơm tiểu phần E vào bên trong tế bào. Tiểu phần E sau khi vào bên trong tế bào á kem thì nó sẽ hoạt hóa cái enzyme adenine cyclase làm tăng AMP vòng nội bào. Khi AMP vòng nội bào tăng á kem thì nó sẽ gây bài xuất ngược các ion và điện giải đi đi vào lòng ruột và gây thất thoát một lượng lớn ion cũng như là nước. Tại sao lại như vậy? Bình thường cái nồng độ AMP vòng mới rất là thấp, mà khi nồng độ này thấp các em thì ion sẽ đi theo chiều là đây là lòng ruột nha, lên đi theo chiều từ lòng ruột khuếch tán qua tế bào niêm mạc, sau đó khuếch tán vào máu, vào các cái niêm mạc, vào các cái vi dung mao, vào các cái mao mạch dưới vi dung mao các em. Như vậy là nước, chất dinh dưỡng và muối khoáng sẽ khuếch tán theo chiều từ lòng ruột vào tế bào niêm mạc rồi khuếch tán vào máu đi nuôi cơ thể, đúng không, đi cung cấp nước và điện giải cho cơ thể. Nhưng khi mà cơ thể kem bị gì, nhưng dưới tác động của độc tố này sẽ làm AMP vòng nội bào tăng, lúc đó toàn bộ quá trình sẽ bị đảo ngược lại, thay vì lấy nước từ lòng ruột vào máu, bây giờ nó sẽ rút nước mình sẽ rút nước từ nó sẽ rút nước từ 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 máu và chất điện giải từ máu rồi phóng thích ồ ạt vào lòng ruột. Cho nên mặc dù tế bào hoàn toàn lành lặn, người bệnh không sốt, không đau bụng gì cả, không có máu me gì hết, nhưng mà lại sao em lại mất thất thoát một lượng lớn nước và điện giải, và như vậy thì sẽ gây ra tiêu chảy ồ ạt. Vậy thì đặc trưng
Đặc trưng của bệnh tả là thời gian ủ bệnh từ 1 đến 4 ngày. Triệu chứng khởi phát đột ngột mà không có dấu hiệu báo trước như kem. Đột nhiên cái bệnh nhân nôn mửa với tiêu chảy liên tục vậy đó. Và phân thì phân không có máu, phân hơi đục, lợn cợn do bong tróc niêm mạc ruột bởi enzyme mucinase. Và bệnh nhân có thể mất hàng chục lít nước một ngày và thậm chí có thể tử vong trong vòng chưa đầy 12 tiếng kể từ lúc phát bệnh. Rồi, như vậy đặc trưng của bệnh tả là không sốt, không đau bụng, phân không máu, phân chỉ toàn nước thôi. Có những mảng đục như nước vo gạo gì đó và tử vong do trụy tim mạch nếu không được cấp cứu kịp thời. Đây là phân của người bị bệnh tả nè kem. Phân lỏng, màu vàng nhạt, trong phân có những cái mảng lợn cợn, em thấy không? Đó là do nó gây bong tróc niêm mạc chứ hoàn toàn không gây tổn thương. Và ngày xưa các em, khi mà cái thời mà dịch tả hoành hành là trước những năm 1800 rồi, mà thời điểm đó người ta chưa có nhiều cái y học về dự phòng phòng và điều trị bệnh. Mà thời điểm đó người ta còn thậm chí là còn chưa biết được bệnh tả là do vi khuẩn gây ra nữa. Cho nên với cái nguồn phân như vậy, thứ nhất người bệnh chết nhiều là bởi vì họ không cho người bệnh uống nước, nó dẫn đến mất cân bằng, rối loạn điện giải và gây tử vong. Thứ hai nữa là cái người chăm sóc đó kem, họ không có xử lý. Dĩ nhiên là thời điểm đó làm sao có đủ kiến thức mà và thông tin để mà xử lý tốt nguồn phân. Cho nên cái nguồn phân này nè có thể tiếp xúc với những vật chứa tay chân người chăm sóc và lây lan bùng phát thành dịch. Đặc biệt với chủng eo to nữa mà nó lại đi vào nguồn nước. Ngày xưa thì người ta sử dụng nước, nước cũng có thể sử dụng nước từ sông kênh rạch đó, thì thậm chí có thể khiến dịch bệnh bùng phát và gây tử vong hàng triệu người là rất là khả thi luôn, đúng không? Người bệnh sẽ có dấu hiệu mất nước chỉ trong vòng vài giờ nếu bệnh nhân đi tiêu và nôn ói liên tục. Đó là mắt sẽ trũng vào, người lờ đờ, mệt mỏi, uể oải, da khô, má hớp, mắt trũng, da lạnh, khô, nhăn nheo, đó là dấu hiệu của mất nước. Đây là hình ảnh các cái trận dạ dịch tả được các cái nhà ở các cái họa sĩ người ta ghi nhận lại trước đây. Và đây là trận đại dịch tả cách đây nhiều năm ở Haiti, Haiti châu Phi. Em thấy trong băng ca người ta đục một cái lỗ bên dưới nè để người bệnh đi phân xuống bên dưới, bên trên thì truyền dịch để bù nước và điện giải kịp thời và cách ly bệnh nhân khỏi cái khu dân cư để tránh cái trường hợp đó là nguồn phân sẽ trở thành cái nguồn lây lan mầm bệnh. Đồng thời qua đó người ta cũng kiểm soát tốt nguồn phân và giúp cho bệnh nhân được cung cấp nước và điện giải kịp thời. Chẩn đoán thì chúng ta sẽ lấy mẫu bệnh phẩm là lấy phân, các cái mảnh nhầy trong phân, sau đó cấy lên môi trường bếp tông kiềm. Chỉ vài giờ sau chúng ta vớt cái ván đục trên môi trường bếp tông kiềm nhuộm sẽ thấy hình ảnh phẩy khuẩn màu ram âm rất đặc trưng. Rồi, ngoài ra còn một phương pháp chẩn đoán nhanh nữa, đó là trong trường hợp cần xác định nhanh đây có phải tác nhân gây bệnh hay không để sớm khoanh vùng và xử lý tốt nguồn phân cũng như là thông báo và tuyên truyền sớm cho người dân có biện pháp phòng bệnh kịp thời, thì thậm chí người ta có thể xoay tươi, lấy cái một ít dịch phân của bệnh nhân cho lên lam rồi đóng lamen lại, xoay tươi mà thấy kiểu di động lắc lư kiểu bướm rất đặc trưng thì có thể kết luận là phải khuẩn tả luôn, để mà có cái hướng đưa ra những cái biện pháp phòng bệnh kịp thời cho những người còn lại. Như vậy thì ở đây các em có thể thấy rằng soi soi di động mà lại được xem là phương thức chẩn đoán, điều đó có nghĩa rằng cái sự di động của vi khuẩn này hết sức là đặc trưng, cái kiểu di động và khả năng di động của nó rất là đặc trưng, nên có thể đưa vào trong việc chẩn đoán trong trường hợp khẩn cấp luôn. Hình dung được ha. Rồi, phòng thì đối với bệnh tả đặc biệt là chủng eo to các em, nước là nguồn lây quan trọng ha. Thì cô cũng nói luôn cho các em á, hiện nay á, chủng eo to thì không còn nhiều nữa ha, mà nó dễ, nó hay bùng phát thành dịch thôi. Hiện nay các cái chủng tiết rô mà gây bệnh cho mình không phải là chủng eo to, thường nó sẽ gây những cái trường hợp ngộ độc thức ăn mà có liên quan tới cái thực phẩm kem sử dụng, đó là hải sản. Như vậy nếu mà kem ăn hải sản mà kem bị ngộ độc thì rất có khả năng là kem đã nhiễm tiết rô cholerae. Còn nếu trong trường hợp bệnh bùng phát thành dịch với những cái dấu hiệu phân như giống như mô tả thì rất có khả năng là đã nhiễm tiết rô cholerae, bệnh tả chủng eo to rồi. Xử lý phân bệnh nhân, xử lý phân bệnh nhân, quản lý tốt nguồn nước để tránh lây lan thành dịch. Vaccine thì đã có vaccine rồi,
bù nước và điện giải kịp thời. Ở trong sách của mình ghi là không cần sử dụng kháng sinh. Kháng sinh chủ yếu để phòng dịch khi mà kem đi tới những cái vùng dịch đó. Khi kem đi tới những cái vùng dịch hoặc là kem đi đi tới những cái khu vực mà đã có từng bùng phát đại dịch tả, hoặc là những tình nguyện viên đi tới giúp đỡ ở những cái vùng có bệnh dịch đó, thì chúng ta cần dùng kháng sinh để phòng dịch và dĩ nhiên cũng phải có vaccine luôn. Còn trong trường hợp nếu mà người bệnh tả mà có dấu hiệu nghiêm trọng thì người ta cũng sẽ cho bệnh nhân sử dụng kháng sinh luôn, và thường sử dụng kháng sinh là quinolone. Như vậy thì bình thường vi khuẩn tả không gây tổn thương niêm mạc ruột, và cái việc mà xuất tiết ồ ạt dịch đó, và điện điện nước và điện giải cũng sẽ giúp đào thải vi khuẩn ra bên ngoài. Và cho nên có thể sử dụng kháng sinh hoặc là có thể không cần sử dụng kháng sinh cũng được. Tại vì thường sau 5 đến 7, sau khoảng vài ngày thì bệnh tả, nếu mà người bệnh được bù nước và điện giải kịp thời thì người bệnh cũng sẽ lui bệnh dần. Thì đó cũng là giai tới cái thời điểm tác động của kháng sinh, cho nên trong bệnh tả thì nếu cần thì có thể sử dụng kháng sinh quinolone, còn nếu không thì bù nước và điện giải bệnh nhân cũng có thể tự khỏi được. Và chúng ta sẽ xem tiếp về vi khuẩn E. coli. E. coli hay còn gọi là Escherichia coli thì chúng ta hay gọi tắt là E. coli thôi. Đây là những vi khuẩn gram âm đó. Nơi cư trú của nó là thường những cái vi khuẩn này là hệ vi sinh vật cộng sinh và hội sinh ở ruột của người và động vật. Sau đó thì nó sẽ theo phân ra môi trường, nước và môi trường đất. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng E. coli không phải là hệ vi sinh vật trong môi trường tự nhiên. E. coli là hệ vi sinh vật của đường tiêu hóa người và động vật. Vậy thì nếu xuất hiện E. coli trong môi trường tự nhiên, điều đó có nghĩa là môi trường đã bị nhiễm phân người hoặc động vật rồi. Và như vậy thì người ta xem E. coli là một vi sinh vật chỉ điểm trong xét nghiệm nước. Hiện nay các em xét nghiệm nước sinh hoạt, xét nghiệm nước uống, xét nghiệm các cái nước thực phẩm, hoặc thậm chí là xét nghiệm những cái nguồn nước bình thường chúng ta sử dụng, nước chai, nước đóng chai á, thì người ta ngoài các cái chỉ số về hóa học cần thiết thì người ta còn có có nghĩa là xác định coi có những cái vi sinh vật có khả năng lên không có mặt trong môi trường. Nếu môi trường tự nhiên mà có E. coli, điều đó chứng tỏ là môi trường đã bị nhiễm phân người hoặc động vật. Ví dụ như như thế này đi em, người ta thấy là ở cái làng có hai cái làng nằm dọc theo bờ một con sông. Thì cái làng trên đó thì làng dưới thì thỉnh thoảng cứ xảy ra các cái trận, xảy ra các cái trường hợp người bị bệnh tiêu chảy lẻ tẻ gì đó, mà ở làng trên thì không có bị. Cái thế là cái nhà dịch tễ học người ta mới đi tới, người ta thấy có một cái nhà xí được xây dựng ở dọc ở sát cái bờ sông, giữa hai cái ngôi làng. Thế là các nhà dịch tễ học người ta cho rằng rất có thể là trong quá trình xây hoặc là cái nhà xí lâu năm rồi á, thì có thể là nó đã bị bục vỡ từ cái hố hố hầm hầm xí vào trong nguồn nước, rồi dẫn đến là phát tán vi khuẩn vào trong nguồn nước sinh hoạt. Cho nên là ông này ông mới tiến hành lấy mẫu ở ngay cận cái chỗ nhà xí này, ở ngay phía trên và ngay phía dưới nhà xí này, để mà xét nghiệm chỉ số coliform. Thì khi ông làm xét nghiệm, ông thấy cái mẫu nước lấy ngay phía trên đó, thì chỉ số coliform nó ở mức cho phép đối với mẫu nước sông kênh rạch bình thường, nhưng mẫu bên dưới thì nó lại quá cao. Điều đó chứng tỏ rằng cái nhà xí này nó có vấn đề. Và như vậy thì phải xử lý nhà xí này. Nếu không, người dân mà thường xuyên sinh hoạt trên dòng sông này chắc chắn sẽ còn bị nhiễm các cái dịch bệnh, những cái trận dịch tả hoặc là những cái trận tiêu chảy nữa. Như vậy thì ý ở đây nói là gì? Nếu một nguồn nước mà có chỉ số vi sinh vật E. coli mà lớn hơn bình thường, điều đó chứng tỏ ra nguồn nước này đã bị nhiễm phân. Mà khi nguồn nước này bị nhiễm phân người hoặc động vật á, mà quá cái ngưỡng cho phép, thật ra người ta vẫn cho cái ngưỡng chấp nhận nha các em, vẫn có cái ngưỡng chấp nhận được, nhưng mà nếu quá cái ngưỡng cho phép thì điều đó chứng tỏ là nếu mà đã nhiễm phân người động vật quá nhiều như vậy thì rất có khả năng cũng có thể nhiễm các cái tác nhân gây bệnh khác nữa. Mà dĩ nhiên con người ta không thể xét nghiệm hết nổi rồi. Do đó thì người ta xem E. coli là một vi sinh vật chỉ điểm trong xét nghiệm nước là như vậy. E. coli là vi khuẩn gây bệnh cơ hội, cho nên phản lacto sẽ dương tính. E. coli bình thường không gây bệnh, khi kết hợp với các yếu tố lực độc thì nó sẽ tiến triển thành bệnh lý.
yếu tố lực độc của E. coli là có một số chủng thì nó sẽ tăng, nó sẽ phát triển cái khả năng bám dính lên niêm mạc, sản xuất ra ngoại độc tố và sản xuất ra nội nội độc tố. Ngoại độc tố thì ở đây sẽ thấy là một số vi khuẩn sản xuất ra ngoại độc tố giống như độc tố nhiệt hoại là các em, rất là giống với độc tố của Vibrio cholerae, cho nên nó sẽ những con nào sản xuất độc tố này sẽ gây ra những cái triệu chứng giống như bệnh tả, còn những con nào sản xuất độc tố C-galactosin thì có khả năng gây ra triệu chứng giống như bệnh lỵ. Ngoài ra có một số chủng sản xuất ra nội độc tố nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về các chủng E. coli. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bốn chủng này nhé. EBOC, EHOC, EIOC và ETOC. Hết tất cả đều giống nhau, chữ OC cuối cùng là E. coli. Chữ O đầu là entero là ruột, chỉ khác nhau chữ giữa thôi. Đầu tiên EBOC cơ chế gây bệnh thì chưa rõ. Nó sẽ gây viêm ruột tiêu chảy, thường gặp ở trẻ em dưới 2 tuổi. EH và EIOC thì giống nhau nha các em. Nó gây bệnh thông qua cái khả năng xâm lấn và tiết ra C-galactosin. Như vậy thì nó sẽ khiến cho người bệnh có cái tiêu chảy giống như bệnh lỵ. Tuy nhiên EH là gây ra chủng sẽ xuất huyết. Thì như vậy là đều gây ra tiêu chảy giống lỵ, nhưng mà ở trong cái chủng EH thì nó có thể gây xuất huyết đại tràng nhiều hơn so với chủng EI. Còn ETOC nó tiết ra độc tố, trong đó thì độc tố nhiệt hoại nó giống với độc tố cholerae enterotoxin của vi khuẩn tả, cho nên nó sẽ gây ra trường hợp tiêu chảy giống tả, thường gặp ở trẻ em nước kém phát triển hoặc là du khách đi du lịch tới những quốc gia này. Chẩn đoán thì lấy mẫu bệnh phẩm là phân phân lập lên các cái môi trường. Bây giờ cô quay lại cái hình này và cô giải đáp luôn cho các em nha. Đối với vi khuẩn Salmonella thì con đường đi theo năng lực gây bệnh của nó là miệng, dạ dày, ruột, xâm nhập, đúng không các em? Salmonella là xâm nhập nè, xâm nhập vào máu rồi đi đến các cơ quan. Tại các cơ quan nó sẽ cho những cái triệu chứng khác. Đồng thời tại các cơ quan này nó cũng sẽ từ máu nó đến các cơ quan. Sau đó thì tại các cơ quan này, ví dụ như ruột, nó sẽ tiết ra nội độc tố. Salmonella thì không có phóng thích ngoại độc tố nha các em, chỉ tiết nội độc tố thôi. Sau đó thì nó sẽ gây tổn thương ruột. Tổn thương ở đây là tổn thương cấu trúc, có nghĩa là gây gây hỏng hóc, gọi là tổn thương cấu trúc. Còn tổn thương chức năng là nhìn bình thường nhưng mà bên trong nó hỏng, nó sai lệch chức năng chỗ nào đó rồi. Cho nên đối với Salmonella nó gây xuất huyết, gây loét, cho nên nó sẽ là tổn thương cấu trúc và gây ra tiêu chảy. Shigella thì sao? Shigella là gây đi từ miệng, dạ dày, ruột, xâm nhập vào ruột thì tại đây sẽ sản xuất nội và ngoại độc tố luôn. Nội và ngoại độc tố cũng gây tổn thương cấu trúc của ruột và gây ra tiêu chảy. Đối với Vibrio cholerae thì sao? Miệng, dạ dày, ruột, cư trú trên bề mặt. Cư trú trên bề mặt vì nó hoàn toàn không xâm lấn mô nha các em, sản xuất độc tố. Tổn thương ở đây tổn thương chức năng, bởi vì tế bào không có bị hư hỏng, tế bào không có bị stress, bị hỏng gì cả, mà nó bị sai cái chức năng. Thay vì phải hấp thu thì nó lại đi bài xuất, cho nên là tổn thương chức năng và gây ra tiêu chảy. Tiếp tục nha các em. Bây giờ chúng ta sẽ qua vi khuẩn gây bệnh đường sinh dục. Rồi bây giờ xem vi khuẩn gây bệnh đường sinh dục ha. Trong vi khuẩn gây bệnh đường sinh dục thì chúng ta sẽ nói về các cái nhiễm trùng lây truyền qua đường sinh dục. Cụm từ STI là để chỉ những cái nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục nha các em. Thật ra thì hôm nay chúng ta học về vi khuẩn gây bệnh đường sinh dục, tuy nhiên các em cũng nên hình dung được là không chỉ có vi khuẩn thì mới có thể gây những cái nhiễm trùng lây truyền qua đường sinh dục. Thật ra thì chúng ta sẽ còn có những cái vi khuẩn, virus và thậm chí là vi nấm cũng có thể gây những cái nhiễm trùng như thế này. Những vi khuẩn ví dụ như các em học là vi khuẩn lậu nè, giang mai nè, chlamydia nè. Virus thì chúng ta sẽ có là HBV là virus gây viêm gan B, hoặc HBV là virus mà một trong số các cái chủng có thể gây ung thư cổ tử cung đó các em, hẹp bé sinh dục đó. Rồi virus HIV chẳng hạn đó. Rồi vi ký sinh trùng thì chúng ta sẽ có trùng roi sinh dục. Thì những bệnh đó thì có khả năng lây lan qua quan hệ tình dục không an toàn và không được bảo vệ. Thì những cái nhiễm trùng này có thể có triệu chứng hoặc không có triệu chứng lâm sàng, có thể không gây tổn thương các cơ quan,
nhưng mà thậm chí nhưng mà cũng có trường hợp có thể để lại những cái biến chứng rất là nặng nề. Và như vậy thì cái thuật ngữ STI đã được dùng một cách rộng rãi hơn so với cái cụm từ là những cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Về dịch tễ học, một số số liệu khi em có thể xem qua, đó là theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có khoảng 360 đến 400 triệu người mắc các cái nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục. Khu vực châu Á là khoảng 36 triệu người. Ở Mỹ, thậm chí những quốc gia như Mỹ, nhưng mà do đời sống tình dục thoáng, em người ta cũng có tới khoảng 20 triệu người một năm các cái bệnh lý này. Và nhưng mà chủ yếu những cái bệnh đó lại tập trung vào chlamydia và lậu cầu. Đây không phải là những cái nhóm bệnh khó điều trị. Rồi, tại Anh thì có khoảng 400.000 người, còn ở Việt Nam thì có khoảng 200.000 người. Tuy nhiên cái số liệu thực tế ở Việt Nam ước tính là cao hơn rất là nhiều. Lý do là bởi vì rất là nhiều người Việt Nam còn ngại khi mà đi khám những cái bệnh lý mà liên quan đến đường sinh dục. Do đó thì họ thường không đi khám mà họ tự mua thuốc về và họ tự điều trị. Và việc tự điều trị đó có thể là hết, nhưng cũng có thể là khiến cho bệnh không hết hẳn và vi khuẩn có thể cư trú và những có thể di chuyển vào những cái cơ quan sinh dục sâu hơn và có thể để lại những cái biến chứng nghiêm trọng. Do đó lời khuyên là đa số các cái nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục đều có thể được chẩn đoán dễ dàng, rẻ tiền và nhanh chóng. Cho nên nếu chúng ta có những cái nghi ngờ về các cái bệnh lý đường sinh dục thì nhanh chóng đi thăm khám để mà được đưa ra cái hướng điều trị cho phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ nói về đặc điểm chung của các cái vi khuẩn lây truyền qua đường sinh dục nha các em. Các cái vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục nó sẽ thuộc nhiều họ khác nhau. Ví dụ như là Neisseria, Treponema, Chlamydia. Và những cái vi khuẩn này thì thường nó thường yếu và khó nuôi cấy trên môi trường nhân tạo thông thường. Nói chung á, là những cái vi khuẩn này thường yếu và bởi vì yếu cho nên nó sẽ giải thích cho nhiều cái nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là các em nhớ cái chữ yếu giùm cho cô nha. Bởi vì vi khuẩn này yếu cho nên thứ nhất là yếu quá các em cho nên khó nuôi cấy trên môi trường nhân tạo. Do đó thì một số chủng là người ta phải nuôi cấy trên cái môi trường phong phú hoặc thậm chí một số chủng cho đến nay mặc dù y sinh học đã tiến bộ rất là nhiều nhưng người ta vẫn chưa nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo, ví dụ như vi khuẩn giang mai. Rồi cái thứ hai nữa, vi khuẩn này thường yếu cho nên rất khó tồn tại ở bên ngoài cơ thể, đúng không các em? Vi khuẩn yếu cho nên ra ngoài cơ thể nó sẽ chết rất là nhanh, nó chết rất là nhanh. Người ta thấy là ở điều kiện thuận lợi thì vi khuẩn cùng lắm chỉ tồn tại được vài giờ thôi. Do đó nó mới dẫn đến cái trường hợp tiếp theo là gì? Do đó mới dẫn đến trường hợp tiếp theo là bệnh này thường hiếm khi lây qua gián tiếp mà sẽ thường là lây qua con đường là con đường trực tiếp, có nghĩa là tiếp xúc trực tiếp với cái nguồn bệnh, cái ổ bệnh từ người bệnh. Hiếm khi lây lan là qua gián tiếp qua dụng cụ vật dụng, vẫn có nhưng mà hiếm. Để cha là bởi vi khuẩn này chết nhanh khi ra môi trường bên ngoài, do đó thì lây nhiễm do tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh là cái nguyên nhân hàng đầu dẫn tới bị lây nhiễm các cái bệnh lý này. Và đường lây nhiễm thì là quan hệ tình dục nè, đường máu và từ mẹ sang con. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vi khuẩn đầu tiên, đó là vi khuẩn gây bệnh lậu. Tên khoa học của nó là Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hình ảnh của vi khuẩn này nha các em. Vi khuẩn gây bệnh lậu thuộc thuộc họ Neisseria và vi khuẩn này có hình dạng là hình cầu. Tuy nhiên nó không phải là cầu khuẩn tròn trịa hẳn mà nó sẽ hơi phẳng một mặt và nó úp hai mặt phẳng vào nhau. Nó tạo thành từng song cầu khuẩn và do vi khuẩn gây bệnh đường sinh dục cho nên đây là những vi khuẩn gram âm. Như vậy đây là những lậu cầu gram âm. Bắt màu hồng khi nhuộm kính hiển vi, sắp xếp kiểu cặp đôi. Đó là những cái thông tin mà chúng ta có thể biết được về vi khuẩn gây bệnh lậu. Bây giờ chúng ta sẽ nói về bệnh lậu. Lậu là một bệnh nhiễm khuẩn sinh dục tiết niệu hậu môn họng do lậu cầu gây ra. Sinh dục tiết niệu thì chắc em cũng hình dung được. Ở nam giới, đường sinh dục và đường tiết niệu đi chung với nhau. Cho nên nhiễm khuẩn sinh dục cũng có nghĩa là nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Nhiễm khuẩn ở hậu môn họng đó là do quan hệ tình dục ngoài đường sinh dục và dẫn đến những cái hậu quả đó. Tác nhân gây bệnh của bệnh lậu thì giống như đa số những tác nhân gây các cái nhiễm trùng đường sinh dục khác, bệnh thường chỉ có ở người và lây truyền trực tiếp là do quan hệ tình dục với người bệnh. Rồi đối với nguồn lây thì nguồn lây á các em là người ta thấy về dịch tễ thì người ta thấy đối tượng mà quan hệ tình dục mà bừa bãi
và đối tượng phụ nữ hành nghề mại dâm là những cái ổ chứa vi khuẩn lậu rất thường gặp và có thể gây phát tán vi khuẩn lậu cho cộng đồng. Như vậy thì những người quan hệ tình dục bừa bãi hoặc là đối tượng gái mại dâm, đặc biệt là phụ nữ mà hành nghề mại dâm á em, bởi vì bệnh lậu ở nữ giới thường nó không có triệu chứng rõ ràng như anh em, cho nên đối với những cái người phụ nữ mắc bệnh lậu, nhiều khi họ không hay biết, họ họ lầm tưởng với những cái viêm nhiễm thông thường do họ phải tiếp xúc với nhiều người mà, thế là họ lờ đi, họ khiến cho bệnh trở nặng. Và như vậy thì nhiều khi không có triệu chứng, họ lờ đi và khiến cho vi khuẩn phát tán qua nhiều người mà họ tiếp xúc. Rồi, bệnh lậu có thể lây kể cả trong thời gian ủ bệnh. Thường bệnh lậu có thời gian ủ bệnh khoảng 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên là trong thời gian ủ bệnh, người bệnh vẫn có thể lây vi khuẩn lậu sang cho người khác nếu quan hệ tình dục thì vẫn có thể lây bình thường. Rồi, trong nhiều trường hợp thì người bệnh có những cái triệu chứng rất là đặc trưng, thường gặp ở nam giới. Nhưng trong nhiều trường hợp thì bệnh lại không có đặc trưng, thường gặp ở nữ giới hơn. Do đó, đó là lý do tại sao bệnh lậu ở nam giới thường là bệnh lý cấp tính, còn bệnh lậu ở nữ giới thì thường là bệnh lý mãn tính. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm hình thể của vi khuẩn lậu nha các em. Các em nhìn hình này ha. Vi khuẩn lậu này do Neisseria phân lập vào năm 1879. Đặc điểm là song cầu khuẩn gram âm ấp với nhau mặt bằng. Nó có dạng hình hạt cà phê ấp lại á. Rồi vi khuẩn này có những cái bili trên bề mặt, và vi khuẩn này thì có khả năng tồn tại bên trong hoặc bên ngoài bạch cầu đa nhân trung tính. Khi một người bị bệnh lậu á kem, thì thường á, cái mẫu đường sinh dục của họ họ sẽ bị đục về có mủ. Do đó khi người ta lấy những cái mủ dịch tiết ở đường sinh dục nam hoặc là ở âm đạo phụ nữ, người ta phết trên lam kính và nhuộm thì sẽ thấy hình ảnh như các em đang quan sát ở bên dưới nè. Đây là nhân của bạch cầu đa nhân trung tính. Nhân của bạch cầu đa nhân trung tính. Còn cái chỗ cái dấu mũi tên chỉ vào nè, đây mới là vi khuẩn lậu nè nha mấy đứa. Đây mới là vi khuẩn lậu nè. Đã thấy chưa? Đây là vi khuẩn lậu nè. Từng song cầu khuẩn lậu nằm trong hoặc ngoài bạch cầu đa nhân. Thường á, nếu ta kem trong giai đoạn nhiễm lậu cấp tính thì vi khuẩn lậu nó sẽ nằm trong bạch cầu đa nhân. Còn nếu mà là lậu mãn tính đó kem thì thường á, là nó sẽ nằm ngoài bạch cầu đa nhân. Rồi vi khuẩn này rất khó nuôi cấy trên môi trường nhân tạo. Tuy nhiên may mắn là hiện nay người ta đã có thể nuôi cấy trên môi trường phong phú. Bây giờ mình xem về độc tố của vi khuẩn. Đây thì em chỉ cần nhớ cho cô là lực độc của vi khuẩn là do cái nội độc tố lipopolysaccharide quyết định. Hình dung được ha. Rồi bây giờ nói về năng lực gây bệnh của vi khuẩn lậu. Ở nam giới thì vi khuẩn lậu sẽ gây viêm niệu đạo cấp tính. Còn ở nữ giới thì bệnh thường diễn tiến âm thầm và mãn tính. Rồi bây giờ mình sẽ nói về bệnh lậu. Nói về bệnh lậu ở nam giới. Ở nam giới bệnh lậu sẽ là viêm niệu đạo cấp tính. Bệnh nhân có biểu hiện như sau các em. Đó là kể từ khi bị nhiễm có dấu hiệu đầu tiên khoảng sau 1 đến 2 tuần đó, bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện đó là bệnh nhân đi tiểu buốt, tiểu gắt. Cho nên tiểu đau lắm. Y văn người ta mô tả lại là đau như dao cắt á. Và bởi vì tiểu đau quá cho nên người bệnh người ta không có dám đi tiểu, cứ tiểu lắc nhắc từng chút một vậy đó, thì mình nó dẫn đến tình trạng tiểu gắt tiểu rắt đó. Và vì đau đớn quá nên chịu không nổi, thế là người ta mới sao thêm mới đi khám mới phát hiện ra bệnh. Bây giờ có bác sĩ ơi, có bác sĩ rồi hả? Ở đâu vậy? Ở dưới. Ok. Ở đi xem rồi thì người ta sẽ tiểu buốt, tiểu gấp, tiểu rắc ha, thì người ta sẽ đi khám, và khi người ta đi khám thì người ta phát hiện ra bệnh, thế là được điều trị. Tại vì triệu chứng của nó quá đặc trưng đi, thế là đau quá chị không nổi, phải đi khám điều phát hiện sớm và điều trị kịp thời, cho nên bệnh thường là bệnh lý cấp tính. Tuy nhiên nếu mà nam giới mà đã nhiễm lặp đi lặp lại nhiều lần, những dấu hiệu đó có thể là không còn đặc trưng nữa ha, và như vậy dễ diễn tiến đến mãn tính, ví dụ như viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt. Còn ở nữ giới thì sao? Một cái đặc điểm nguy hiểm của bệnh lậu ở nữ giới là thường không có triệu chứng gì hết trơn rõ ràng á. Nó giống như những cái viêm nhiễm thụ khoa thông thường, ví dụ như là huyết trắng, có mủ, huyết trắng đục, có thể có mủ vậy thôi á. Hoặc là có thể là cảm thấy là đau rát khi quan hệ tình dục. Nó không có đặc trưng, nó giống như những nhiễm khuẩn thông thường. Thế là người ta thường lờ đi, nhất là với những cái đối tượng quan hệ tình dục bừa bãi.
người ta lờ đi thì người ta trở thành ổ bệnh và lây lan cho rất nhiều người. Và do đó ở nữ giới hoặc là người ta tự mua và uống, người ta nghĩ là nhiễm nấm, nhiễm khuẩn. Thông thường người ta tự mua kháng sinh về uống, nó không hết hẳn theo mà lại tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào các cơ quan sâu hơn và gây ra những cái bệnh lý mạn tính, rồi gây ra biến chứng, ví dụ như viêm cổ tử cung, viêm vòi trứng. Và các em biết viêm vòi trứng có thể dẫn đến thai ngoài tử cung, tại vì cái vòi trứng của mình vốn là nó bị nó hẹp, ý là nó vốn là nó rất là hẹp. Thì các em biết là tinh trùng và trứng gặp nhau ở vòi trứng, sau đó hợp tử hình thành mới di chuyển từ vòi trứng vào tử cung để làm tổ. Cho nên nếu như mà cái vòi trứng các em mà đã bị viêm nhiễm phụ khoa nhiều á, hoặc là đã bị các cái bệnh lý tổn thương rồi trên đó, sẽ làm cho những cái vòi trứng mình bị chít hẹp hoặc có những cái sẹo gây cho bề mặt vòi trứng nó không còn bằng phẳng. Di chuyển của hợp tử vào trong tử cung nó khó, có nghĩa là cái thời gian di chuyển của hợp tử của ông nhớ chính xác mấy ngày á, mà nếu như hết cái thời gian đó mà nó chưa vào đến tử cung thì nó sẽ cắm rễ và nó sẽ làm tổ ngay trên vòi trứng luôn, và như vậy thì sẽ gây thai ngoài tử cung. Mà các em biết thai ngoài tử cung thì sẽ dẫn đến cắt một bên vòi trứng rồi, đó là biến chứng sản khoa nguy hiểm rồi ha, đó cho nên rất là nguy hiểm. Rồi lậu ngoài cơ quan sinh dục, thì ngoài lậu ở cơ quan sinh dục thì còn có lậu ở da, ở mắt, ở khớp, lậu ở tâm mạc. Nếu mà vi khuẩn lậu vào máu có thể gây viêm màng não, viêm khớp, viêm nội tâm mạc. Mắt, da, ở mắt là do đưa vi khuẩn lên mắt, hoặc là trường hợp viêm kết mạc có mủ trẻ sơ sinh. Em cùng xem hình, đây là lậu ở miệng, đây là lậu ở cơ quan sinh dục nam. Đặt chân bằng một giọt mủ ở đầu dương vật vào buổi sáng, đó, một cái giọt mủ ngay cái lỗ tiểu miệng sáo vào buổi sáng. Và cơ quan sinh dục thì sưng đỏ và rát đau khi đi tiểu. Trên này thì là lậu ở mắt, gây viêm kết mạc nặng, và nếu như không được chữa trị hoặc chữa trị không đúng phương pháp có thể dẫn đến mù loà. Còn đây là trẻ sơ sinh bị lậu do lây từ mẹ đó các em. Lý do tại sao trẻ sơ sinh lại bị mẹ bị lậu mà không phát hiện đó các em, tại vì thường là khi mà người ta chuẩn bị sinh đó, thì trước khoảng một tháng mấy tuần đó, người ta sẽ được tầm soát sức khỏe trước sinh về các cái nhiễm trùng ở đường sinh dục để tránh lây cho bé trong lúc sinh. Tuy nhiên là nếu mà những người phụ nữ không quan tâm đến sức khỏe và không được tầm soát, họ có thể mang bệnh lậu mà không hay biết, rồi sau đó lây truyền sang cho con. Lây truyền lúc nào? Lúc sinh. May mắn là vi khuẩn lậu không qua được nhau thai, cho nên em bé vẫn phát triển hoàn toàn khỏe mạnh trong bụng mẹ. Nhưng mà đến cái giai đoạn mà lúc sinh đó các em, thì lúc đó là đến lúc sinh đó, thì em bé nó sinh thường đi ngang qua cái tử cung của người mẹ, thì lúc đó nó có khả năng tiếp xúc với vi khuẩn lậu. Vi khuẩn này có ái lực cao với mắt của đứa bé, có mắt của đứa bé, và như vậy thì sẽ khiến cho bé bị nhiễm vi khuẩn, và vi khuẩn gây viêm kết mạc có mủ. Trẻ sinh ra mấy ngày mắt nhắm nghiền, mủ vàng đục chảy ra từ mắt, và nên được điều trị sớm thì bé sẽ không bị những cái biến chứng về mắt sau này. Bệnh lậu ở tai. Rồi bây giờ nói về chẩn đoán bệnh lậu. Nam thì chúng ta lấy mủ ở đường niệu đạo, nữ thì lấy dịch âm đạo, sau đó là trải mũ rồi nhuộm ren. Rất là dễ để chẩn đoán nha các em. Nếu mà trong trường hợp lậu còn ở cơ quan sinh dục ngoài á, trải mũ nhuộm ren sẽ nhìn thấy hình ảnh các vi khuẩn lậu nè, từng cặp nằm trong bạch cầu đa nhân trung tính. Nhưng mà nếu trường hợp lậu mà mạn tính rồi á, lượng vi khuẩn bên cơ quan sinh dục ngoài rất là ít rồi. Các em lấy mẫu, các em nhuộm sâu chưa chắc các em gặp hình ảnh đó, cho nên có thể các em sẽ cấy mũ lên môi trường phong phú ha. Và điều trị thì hiện nay sử dụng, thường người ta sử dụng là spectinomycin hoặc là cefotaxime hoặc ceftriaxone cho hiệu quả khá là ok ha. Bây giờ chúng ta sang tiếp theo là bệnh giang mai. Tên khoa học của vi khuẩn này là Treponema pallidum. Các em có thể là nghe tới bệnh giang mai nhiều rồi, nhưng chắc em chưa từng nghe mô tả chi tiết về cái lâm sàng của bệnh lý này. Mặc dù giang mai là bệnh lý lây truyền qua đường sinh dục nha các em, tuy nhiên những tổn thương mà cho bệnh gây lại để lại nó lại gây tổn cái gây phá hủy cái cơ thể bệnh nhân rất là đáng sợ, cũng tương đương như là bệnh phong, bệnh cùi gì đó các em, và dĩ nhiên là cũng để lại những cái biến chứng rất là nghiêm trọng nếu bệnh nhân không được phát hiện và điều trị sớm. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tác nhân gây bệnh giang mai nha mấy đứa.
Đây là hình ảnh của vi khuẩn giang mai. Vậy thì dựa vào hình ảnh này chắc em cũng hình dung được vi khuẩn giang mai là sóng khuẩn, đúng không? Đây là những cái sóng khuẩn, tên khoa học của nó là Treponema pallidum. Rồi, đây là hình ảnh của sóng khuẩn. Bây giờ chúng ta có thông tin gì? Sóng khuẩn thì thường sắp xếp là riêng lẻ, đúng không các em? Sóng khuẩn thì thường sắp xếp riêng lẻ và thường vi khuẩn giang mai sẽ là gram âm. Tuy nhiên đối với vi khuẩn giang mai thì nó lại không bắt màu thuốc nhuộm gram, cho nên chúng ta cũng không thể nói đó là gram âm hay là gram dương được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói về bệnh giang mai. Sóng khuẩn giang mai do Shaolin và Hoffman tìm ra năm 1905 trên dịch tiết ở vết loét của bệnh nhân bị giang mai. Tác nhân này chỉ gây bệnh ở người thôi, và phương thức lây truyền là lây qua quan hệ tình dục không an toàn và lây truyền từ mẹ sang con. Đồng thời cũng có thể lây truyền qua tiếp xúc, và lây truyền qua đường máu, nếu mà sử dụng kim tiêm chẳng hạn cũng có thể lây truyền luôn. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến nguồn lây nha em. Phương thức lây truyền rồi ha. Nguồn lây thì lây là lây qua các cái tổn thương trên cơ thể của bệnh nhân giang mai ha, ví dụ như lây qua đường sinh dục, lây qua những cái tiếp xúc với những cái sang thương trên da trong giang mai giai đoạn 2 ha, hoặc là lây truyền từ mẹ sang con. Thì bệnh giang mai sẽ được chia làm 3 giai đoạn là 1, 2, 3, và chúng ta sẽ nói tiếp theo luôn. Thì trong 3 giai đoạn này, giang mai giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được xem là giang mai mà có khả năng lây lan mạnh. Còn giang mai giai đoạn 3 thì vi khuẩn đã khu trú vào mô sâu, cho nên không còn khả năng lây lan nữa. Tuy nhiên nếu phát hiện sớm giang mai giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thì còn điều trị được kịp thời. Phát hiện trễ thì dù có điều trị thì những cái biến chứng do vi khuẩn để lại cũng không có thể nào mà khôi phục lại được. Bây giờ chúng ta sẽ nói về đặc điểm của sóng khuẩn giang mai. Vi khuẩn giang mai có dạng sóng khuẩn với từ 6 đến 10 vòng xoắn và di động đặc trưng theo trục. Vi khuẩn này thường mảnh, yếu và chết nhanh khi ra ngoài cơ thể. Vi khuẩn không bắt màu thuốc nhuộm gram, cho nên người ta sẽ soi nó trên quang kính hiển vi, kính hiển vi trường tối hay còn gọi là kính hiển vi nền đen. Có nghĩa là khi soi với kính hiển vi nền đen thì những vật chất hữu cơ nó sẽ phát sáng, và khi lấy mẫu bệnh phẩm rồi soi, người ta có thể thấy từng hình ảnh các cái sóng khuẩn bên dưới kính hiển vi, là có thể chẩn đoán được người này bị nhiễm sóng khuẩn giang mai. Vi khuẩn giang mai cho đến nay vẫn không nuôi cấy được trên môi trường nhân tạo. Do đó thì người ta sẽ tiến hành nuôi cấy là trên môi trường trên cái động vật, có nghĩa là gây bệnh thực nghiệm trên động vật. Ví dụ như gây bệnh trên tinh hoàn thỏ, gây bệnh thực nghiệm trên tinh hoàn thỏ để giữ chủng vi khuẩn ở đó, cần thiết cho nghiên cứu và các cái thử nghiệm khác. Rồi, kháng nguyên của vi khuẩn giang mai thì có các loại kháng nguyên bề mặt như sau. Đó là kháng nguyên lipid, là những cái kháng nguyên không chuyên biệt. Kháng nguyên protein, để cô giải thích chỗ này. Kháng nguyên lipid là sao? Đây là những cái kháng nguyên có trên bề mặt vi khuẩn giang mai nhưng nó không chuyên biệt cho vi khuẩn này. Điều đó có nghĩa rằng những bệnh lý khác như người ta thấy sốt rét hoặc đôi khi phụ nữ có thai cũng có thể xuất hiện những kháng nguyên này trên bề mặt. Có nghĩa là nó không chuyên biệt cho vi khuẩn giang mai và có thể nhầm lẫn, nếu người bệnh nhiễm một cái bệnh lý khác thì cũng có thể cho phản ứng dương tính. Kháng nguyên protein thì chuyên biệt cho chi nhưng không chuyên biệt cho loài. Còn kháng nguyên polyoxid thì nó chuyên biệt cho loài. Như vậy nếu mà kem xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể ngưng cấp đặc hiệu với kháng nguyên polyoxid thì có thể chẩn đoán chính xác người này bị nhiễm giang mai. Còn nếu mà kem xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể ngưng kết với kháng nguyên lipid thì phải cần loại trừ những bệnh lý khác cũng cho phản ứng dương tính với kháng nguyên lipid giống vậy, hoặc là dựa vào triệu chứng lâm sàng. Đây là hình ảnh của sóng khuẩn giang mai. Thì cái sóng khuẩn giang mai á em, nó sẽ có một cái nội tim mao nè ở dọc theo thân. Cái màu cam này gọi là endoflagellum. Đây là một cái nội tim mao mà chạy dọc theo thân vi khuẩn. Nhờ cái cấu trúc nội tim mao này mà nó giúp cho vi khuẩn mặc dù nhìn từ bên ngoài không có tim mao nhưng vẫn có khả năng di động được. Nhờ sự co rút các cái nội tim mao này mà nó vẫn có thể di động được. Các em hình dung được ha. Thì cái này gọi là nội tim mao. Được nha. Rồi, bây giờ cô sẽ mô tả về các cái giai đoạn, các cái ba giai đoạn gây bệnh đối với bệnh giang mai. Giang mai được chia làm 3 thời kỳ nha các em. Giang mai giai đoạn 1, giang mai giai đoạn 2 và giang mai giai đoạn 3. Giang mai giai đoạn 1 á, nó sẽ đặc trưng bởi hai chữ mà các em chỉ cần nhớ cho cô, đó là săn với hạt giang mai. Ý là các em cũng không cần học quá nhiều.
Giamai giai đoạn 2 sẽ đặc trưng bởi hai chữ là đào ban. Và giamai giai đoạn 3 thì kem hình dung cho cô đó là những cái giamai phá hủy cơ thể. Phá hủy thì sao? Hồi lấy nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ nói về giamai giai đoạn 1. Giamai giai đoạn 1 á kem, đó là giamai lây qua những cái vết xây xát trên da. Ở giamai giai đoạn 1 á thì bệnh á, là bệnh nhân sẽ lây qua tiếp xúc xây xát trên da niêm mạc. Với người bị nhiễm giang mai, với những cái sang thương trên cơ thể người bị giang mai, có thể qua đường sinh dục, có thể qua tiếp xúc ngoài da, có thể qua đường máu vân vân, thì lây qua những cái vết xây xát trên da niêm mạc. Sau đó vi khuẩn giang mai từ cái vị trí niêm mạc đó các em, nó sẽ nhanh chóng đi vào máu, rồi nơi ưa thích của nó là các cái hạch bạch huyết. Nó sẽ đi vào các cái hạch, nó sẽ xuyên qua niêm mạc rồi đi vào các cái hạch bạch huyết và nhân lên trong các cái hạch bạch huyết. Như vậy vi khuẩn này sẽ đi vào bạch huyết. Rồi, vậy thì thời gian ủ bệnh của bệnh giang mai á, có khoảng tầm khoảng 2-3 tuần. Sau đó thì bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện. Sau đó thì bệnh nhân sẽ đặc trưng bởi những cái biểu hiện đó là săn và hạch giang mai. Như vậy thì săn giang mai là gì và hạch giang mai là gì? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu coi săn là gì và hạch là gì. Rồi, như vậy sau khoảng thời gian ủ bệnh khoảng 2-3 tuần thì tại sao thời gian ủ bệnh của nó lại lâu vậy? Các em để ý cho cô nè, những vi khuẩn nào mà có thời gian thế hệ, thời gian nhân đôi càng chậm thì thời gian ủ bệnh của nó càng lâu, và thường những vi khuẩn đó sẽ gây bệnh lý mãn tính. Nhiều các em để ý là mai mốt mình sẽ học vi khuẩn lao và vi khuẩn giang mai. Thời gian thế hệ của vi khuẩn này là đều khoảng là một ngày, thậm chí là vi khuẩn giang mai là phải 1,5 ngày nó mới nhân đôi một lần. Các em hình dung có nghĩa là mất 36 tiếng đồng hồ, tầm cỡ đó, 33-36 tiếng đồng hồ, vi khuẩn này từ một con nó mới cho ra hai con. Thì như vậy thì các em thấy nó làm sao? Nhân rất là chậm, cho nên thời gian ủ bệnh phải dài để đạt đủ số lượng thì mới có thể khởi phát thành bệnh lý được. Và cũng như là khi vào trong cơ thể thì cái tiến triển của bệnh nó cũng sẽ chậm hơn, cũng như bệnh lao cũng vậy. Nó tiến triển chậm chứ không phải bệnh lý cấp tính như mấy cái vi khuẩn tăng trưởng nhanh nó đường tiêu hóa. Rồi bây giờ nói tiếp nha. Giai đoạn 1 đặc trưng bởi săn và hạch giang mai. Săn là gì? Săn là cụm từ dùng để chỉ những cái gì mà nó cứng cứng á các em. Như vậy thì ở đây là săn ở cơ quan sinh dục nam, có nghĩa là những xuất hiện những cái vết loét, hoặc là ở đây là cơ quan sinh dục nữ, nó kém hình dung nó giống như một cái vết trượt trên cái niêm mạc mà trượt mất cái gì? Trượt mất cái lớp da, lớp niêm mạc vậy đó, để lại cái đáy hoàn toàn màu đỏ, cái đáy màu đỏ màu hồng. Và cái đáy này thì sao? Không đau, đó mới nguy hiểm đó các em. Không đau, không chảy máu, không chảy dịch, không chảy mủ. Và đặc biệt là cái nền nó cứng, cho nên mới gọi là săn. Săn có thể xuất hiện ở cơ quan sinh dục nam. Và nếu mà xuất hiện ở cơ quan sinh dục nam nữ mà những cái góc khuất và những cái nếp gấp thì rất là khó để phát hiện bệnh, tại vì nó đâu có đau đớn gì đâu mấy đứa. Nó rất là khó để phát hiện bệnh, và có thể khiến cho bệnh chuyển qua giai đoạn 2 dễ dàng. Đây là săn ở trên môi, săn ở miệng. Rồi, như vậy thì hạch là hạch ở đâu? Ví dụ như các em bị săn ở cơ quan sinh dục thì hạch sẽ xuất hiện ở bẹn. Hạch thường đính thành chùm, trong đó có một hạch rất là to, người ta gọi là hạch chúa. Và trong hạch này thì vi khuẩn giang mai đang nhân lên ở đó. Chúng ta có thể là chọc vào cái dịch hạch đó để mà người ta chọc hút lấy cái dịch vi khuẩn và đi nhuộm trên kính hiển vi nền đen để quan sát thử có hình ảnh xoắn khuẩn hay không. Hoặc là tại vì săn và hạch là giai đoạn đầu mà, cho nên là chỗ nào có săn có hạch thì chỗ đó có vi khuẩn thôi. Hoặc là người ta có thể làm như thế này, là người ta sẽ dùng cái que bông vô trùng, người ta chà sát trên cái nền săn và hạch nè, ở săn này nè, cho đến khi nó rỉ ra cái dịch, ta lấy cái dịch đó ta đưa lên kính hiển vi nền đen ta quan sát luôn. Rồi, đây là giai đoạn 2, đào ban giang mai. Đào ban giang mai là gì? Đào ban giang có một cái vấn đề nguy hiểm là khoảng 6-8 tuần, tức là tầm khoảng 45 ngày á em. Khoảng 6-8 tuần kể từ khi các em có những cái dấu hiệu của săn và hạch, thì dù cho các em có điều trị hay không thì săn và hạch cũng tự nhiên biến mất luôn. Như vậy thì ở bệnh nhân săn và hạch cũng tự nhiên biến mất luôn. Có nghĩa là người bệnh tưởng úi hết bệnh rồi, cái dấu vết gì đó lạ quá nay hết rồi, tưởng là hết bệnh nhưng không. Đó là giai đoạn vi khuẩn giang mai tràn vào máu, và giai đoạn này người ta gọi là đào ban giang mai. Trong giai đoạn này nè các em, có thể kéo dài đến nhiều năm, khoảng 2-4 năm, và nó sẽ xuất hiện những cái tổn thương như sau.
đó là nó dạng như những cái sẩn, những cái vết màu hồng hoặc là màu đỏ, nó nằm khắp trên người luôn, trên cả lòng bàn tay, bàn chân, trên người, nó trên lưng, trên ngực, trên khắp cơ thể như Kem đang thấy vậy đó, thậm chí là trên cả mặt luôn. Và đặc điểm của những cái sẩn này rất là đa dạng, nó có khi là có viền vẩy, có khi sẩn dạng vẩy nến, có khi là sẩn dạng trứng cá, hoặc là giống như cái sẩn này sẩn dạng loét, dạng hoại tử nè. Sẩn có thể gặp ở và khắp nơi trên cơ thể, và do đặc điểm mà hầu hồng cho nên người ta gọi là đào ban giang mai. Rồi và khoảng vài năm sau, thì khoảng 50 năm sau thì lúc đó sẽ chuyển sang giang mai giai đoạn 3. Ở giang mai giai đoạn 3 thì sẽ có những cái biểu hiện, đó là gồm có thể giang mai lành tính và giang mai ác tính. Cái em nhìn thấy đang là giang mai lành tính, có nghĩa là gom lét giang mai là giang mai lành tính. Gom giang mai có nghĩa là nó giống như cái săn gì đó mấy đứa, nó trượt mất cái lớp da. Cái da, nếu như giang mai giai đoạn 1 vi khuẩn khu trú tại vùng bị nhiễm và tại tại cái hạch bạch huyết, giang mai giai đoạn 2 vi khuẩn khu trú tại da, thì giang mai giai đoạn 1 là quan hệ tình dục sẽ bị nhiễm, giang mai giai đoạn 2 thì tiếp xúc với mấy cái đào ban này là các em có thể bị nhiễm, thì giang mai giai đoạn 3 vi khuẩn nó đã chui vô mô sâu rồi, không có nhiễm được nữa, không có nhiễm được nữa. Nhưng mà nó gây tổn thương phá hủy cơ thể các em. Ở giai đoạn thì không lây nhiễm, nhưng nó sẽ biểu hiện những cái tổn thương ra bên ngoài những cơ thể bệnh nhân. Ví dụ như gom giang mai nó giống như những cái gom lét ở da, nó để lộ phần cân cơ gì nè, gom lét ở vách mũi nè, vòm họng nè, đó những cái gom trên da, thậm chí là nó dẫn tới giang mai thần kinh và giang mai tim mạch. Giang mai thần kinh nó thì nó sẽ gây tổn thương hệ thần kinh, gây liệt, gây bại liệt, gây động kinh, vân vân, gây ảo giác, gây những cái bệnh lý thần kinh. Còn giang mai tim mạch thì nó sẽ gây tổn thương động mạch, phá hủy động mạch lớn và có thể gây tử vong. Còn đây là hình ảnh của giang mai bẩm sinh nha các em. Giang mai bẩm sinh là khi vi khuẩn giang mai qua nhau thai từ khoảng tháng thứ tư của thai kỳ đó các em. Nó khác với bệnh lậu, các em thấy nó khác với chỗ nào? Nếu như bệnh lậu á là đứa trẻ sẽ phát triển hoàn thiện, hoàn chỉnh cho tới khi nào? Cho tới khi mà sinh ra thôi. Và sinh ra mà phát hiện ra bị nhiễm lậu thì chúng ta có thể dùng các cái dung dịch sát khuẩn mắt để mà điều trị cho bé. Tuy nhiên đối với giang mai thì đứa bé trong cơ thể người mẹ giang mai thì không may mắn như vậy kem. Vi khuẩn lậu không qua được nhau thai, nhưng vi khuẩn giang mai thì qua được nhau thai từ tháng thứ tư, là tháng mà vẫn còn đang hình thành những hệ cơ quan quan trọng. Cho nên đa số là trẻ sẽ chết luôn, sinh non rồi cũng chết luôn, sinh ra đời thì cũng tử vong, hiếm lắm mới sống được. Và nếu mà sống được đi chăng nữa thì thường cũng sẽ chết trước 2 tuổi. Và nếu mà sống được sau 2 tuổi đi thì nó dần dần sẽ xuất hiện trên cơ thể đứa bé với những cái tổn thương như là giang mai giai đoạn 2, giai đoạn 3. Ví dụ như là xẹp vách mũi, xẹp vòm họng, gom lét ở trên da, tổn thương hệ thần kinh. Bây giờ chúng ta sẽ nói về chẩn đoán vi khuẩn giang mai. Có hai hình thức là xét nghiệm trực tiếp và xét nghiệm gián tiếp. Xét nghiệm trực tiếp dùng cho giang mai giai đoạn 1, bởi vì thời kỳ này chúng ta có thể trực tiếp tìm cái vi khuẩn ở tại cái săn và hạch bị nhiễm. Ví dụ như chà xát trên săn để rỉ ra dịch, hoặc chọc hạch lớn để hút cái dịch, rồi đưa lên kính hiển vi nền đen để xem. Tuy nhiên nếu người bệnh sử dụng kháng sinh tầm bậy tầm bạ trước đó, có nghĩa là thấy mình bị bệnh mua kháng sinh dù uống đại, thì có thể sẽ không nhìn thấy hình ảnh vi khuẩn ở đây nữa. Rồi còn trong xét nghiệm gián tiếp á, thì chúng ta sẽ dành cho giang mai giai đoạn 2 và giai đoạn 3, và chúng ta sẽ tìm kháng thể ngưng kết đặc hiệu với kháng nguyên. Ví dụ như phản ứng miễn dịch hình quang, chúng ta sẽ đi lấy vi khuẩn giang mai mà nuôi cấy gây bệnh thực nghiệm trong tinh hoàn của con thỏ đó em. Sau đó trải nó ra trên lam, trải nó ra trên cái giá thử nghiệm. Tiếp theo là người ta sẽ như vậy thì trên bề mặt vi khuẩn sẽ có kháng nguyên màu vàng đúng không? Tiếp theo người ta sẽ cho tiếp xúc với huyết thanh của bệnh nhân. Nếu huyết thanh của bệnh nhân mà có kháng thể, có nghĩa là người này bị giang mai đó, thì kháng thể màu xanh dương này sẽ gắn lên kháng nguyên. Sau đó tiếp theo người ta sẽ cho kháng thể gắn chất phát hình quang vào. Cái kháng thể này thì nó sẽ gắn lên được kháng thể. Cho nên nếu có kháng thể thì chất phát hình quang sẽ trụ được trên bề mặt của vi khuẩn và vi khuẩn sẽ phát quang. Còn nếu không có kháng thể thì kháng thể này nó sẽ bị trôi đi, và như vậy thì vi khuẩn sẽ không phát quang. Cho nên nếu
mà vi khuẩn phát quang dưới kính hiển vi thì đó là người bệnh dương tính, còn nếu không thì là người bệnh âm tính. Các phản ứng còn lại thì cũng tương tự thôi. Điều trị thì thời gian điều trị của vi khuẩn giang mai khá là dài ha, cho nên là có thể là kéo dài thời gian điều trị, bởi vì thời gian thế hệ của vi khuẩn giang mai có thể lên tới 1 ngày rưỡi, như ở đây người ta ghi 30 đến 33 giờ, và có thể điều trị thành công bằng penicillin. Nói chung là khá dễ điều trị, nên phát hiện sớm để điều trị thì bệnh sẽ thành công, phát hiện trễ thì có thể là tỷ lệ thành công giảm, hoặc là cần phải tăng liều kéo dài thời gian điều trị hơn. Nếu dị ứng với penicillin thì chúng ta có thể thay bằng tê tre hoặc erythromycin.